Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 13. Lập tức Dương Bách Xuyên cố ý lại như vô tình quan sát một lượt, hôm nay toàn bộ phòng đấu giá có hơn 300 ghế nhưng gần như đều đã kín người, người tới cũng là ăn mặc cổ quái, người mặc đồ vest, người mặc trang phục truyền thống của Trung Quốc, người mặc trang phục truyền dân tộc thiểu số. Kiểu đồ nào cũng có. Một khắc nào đó, ánh mắt Dương Bách Xuyên chợt dừng lại, trong lòng âm thầm kinh ngạc, anh cho rằng Triệu Viễn Thành hôm nay mình gặp phải đã là cao thủ rồi. Không ngờ có một người ngồi ở một chiếc bàn phía bên trái cách anh không xa, người đó đầu đội mũ không thể nhìn rõ mặt, cả người mặc đồ đen, ở trong linh thức của anh lại là võ cổ giả ám kình tầng 8. Nhìn vào hình dáng cơ thể là một người phụ nữ. Ám kình tầng 8 chính là võ cổ giả hiếm thấy, tầng kế tiếp là ám kình tầng 9, chẳng khác nào đứng ở vị trí võ cổ giả đỉnh phong. Cho nên Dương Bách Xuyên rất kinh ngạc, đồng thời cũng cảm giác anh đã xem thường võ cổ giả trong thiên hạ rồi. Có ám kình tầng 8 thứ nhất sẽ có thứ hai. Dựa theo cách nói của Triệu Vũ Linh lần trước, ám kình tầng 9 chính là nhân vật chấn giữ ở các gia tộc lớn, cho nên ám kình tầng 8 tuyệt đối có thể xưng là cao thủ ở giới võ cổ. Cảm nhận từ khí huyết của người phụ nữ kia, cho Dương Bách Xuyên cảm giác hết sức nguy hiểm, có một loại ảo giác phóng lên trời. Trong lòng anh so sánh, nếu như anh dùng hết khả năng thì có thể thắng ám kình tầng 8 không, kết quả là không có. Ám kình tầng 8 chính là võ cổ giả hiếm thấy, tầng kế tiếp là ám kình tầng 9, chẳng khác nào đứng ở vị trí võ cổ giả đỉnh phong. Cho nên Dương Bách Xuyên rất kinh ngạc, đồng thời cũng cảm giác anh đã xem thường võ cổ giả trong thiên hạ rồi, có ám kình tầng 8 thứ nhất sẽ có thứ hai. Dựa theo cách nói của Triệu Vũ Linh lần trước, ám kình tầng 9 chính là nhân vật chấn giữ ở các gia tộc lớn, cho nên ám kình tầng 8 tuyệt đối có thể xưng là cao thủ ở giới võ cổ. Cảm nhận từ khí huyết của người phụ nữ kia, cho Dương Bách Xuyên cảm giác hết sức nguy hiểm, có một loại ảo giác phóng lên trời. Trong lòng anh so sánh, nếu như anh dùng hết khả năng thì có thể thắng ám kình tầng 8 không, kết quả là không có. Điều này làm cho trong lòng Dương Bách Xuyên tràn ngập cảm giác nguy hiểm, trong lòng nghĩ quay về nhất định phải mau chóng tăng thế lực lên, không được thì bắt đầu luyện chế đan bồi nguyên, đây là con đường tăng tu vi lên nhanh nhất. Hiện giờ anh đã trêu học đến nhà họ Diệp và nhà họ Mã ở Tây Bắc. Thậm chí còn có tổ chức sát thủ tên là Sương Hoa kia, chính là những quả bom hẹn giờ không biết khi nào sẽ nổ tung. Anh cũng không biết trong những kẻ thù anh chọc phải có tồn tại ám kình tầng 8 không, chỉ có tăng thực lực của bản thân lên mới yên tâm được. Suy nghĩ một lát, anh hỏi Triệu Viễn Hiền ở bên cạnh, bác trai, trong các gia tộc lớn ở Trung Quốc có nhiều võ cổ giả ám kình tầng 6 trở lên không? Hoặc có thể là có hay không? Điều này làm cho trong lòng Dương Bách Xuyên tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Trong lòng nghĩ quay về nhất định phải mau chóng tăng thế lực lên, không được thì bắt đầu luyện chế đan bồi nguyên, đây là con đường tăng tu vi lên nhanh nhất. Hiện giờ anh đã trêu học đến nhà họ Diệp và nhà họ Mã ở Tây Bắc, thậm chí còn có tổ chức sát thủ tên là Sương Hoa kia, chính là những quả bom hẹn giờ không biết khi nào sẽ nổ tung. Anh cũng không biết trong những kẻ thù anh chọc phải có tồn tại ám kình tầng 8 không, chỉ có tăng thực lực của bản thân lên mới yên tâm được. Suy nghĩ một lát. Anh hỏi Triệu Viễn Hiền ở bên cạnh, bác trai, trong các gia tộc lớn ở Trung Quốc có nhiều võ cổ giả ám kình tầng 6 trở lên không? Hoặc có thể là có hay không? Triệu Viễn Hiền nghe Dương Bách Xuyên hỏi vậy, không rõ anh có ý gì, nhưng vẫn trả lời, đương nhiên là có, nhưng không tính là nhiều, võ cổ giả ám kình tầng 6 trở lên xem như là lực lượng cốt cán trong cả gia tộc, ví dụ như nhà họ Triệu chúng tôi, anh cả của tôi chính là ám kình tầng 8. Còn ba gia tộc khác ở Yên Kinh. Mặc dù nhà họ Diệp không có ám kình tầng 8, đương nhiên ngoại trừ ông cụ nhà họ Diệp, đó là nhân vật chấn giữ của cả tộc là ám kình tầng 9, trong lực lượng nòng cốt của nhà họ Diệp lại có 3 gã ám kình tầng 7. Nhà họ Niếp cũng có một gã ám kình tầng 8, nhưng lại không có tầng 6-7, nhưng có 5 người ám kình tầng 5. Mà nhà họ Vương thì khá đặc biệt, việc này quay về rồi nói, tóm lại 4 gia tộc võ cổ lớn ở Yên Kinh có thực lực tương đương nhau. Nhà họ Mã ở Tây Bắc không có nhân vật ám kinh tầng 9 nhưng có 2 gã ám kinh tầng 8, còn có những võ cổ giả thật sự của các gia tộc võ cổ ở Trung Quốc cộng lại cũng là ám kinh tầng 7 trở lên, tính cả những võ cổ giả đơn độc một mình kia sợ cũng không dưới mấy trăm. Nghe Triệu Viễn Hiền giải thích, trong lòng Dương Bách Xuyên khiếp sợ, chỉ tính những võ cổ giả đã bày ra ngoài ánh sáng, người ám kinh từ tầng 7 trở lên cũng không dưới mấy trăm, vậy thì còn có những người ngầm kia. Nghĩ như vậy. Thế lực võ cổ giả ở Trung Quốc cũng không thể xem thường, sau này anh vẫn nên khiêm tốn một chút thôi. Triệu Viễn Thành xen vào góp vui, chủ động giới thiệu cho Dương Bách Xuyên một lượt những người có mặt hôm nay,
hiện giờ ông ta đang nói lần lượt từng người cho Dương Bách Xuyên, cũng bởi vì được Dương Bách Xuyên tặng đan dược, ông ta lại mong ước có thể giữ gìn mối quan hệ này, sau này nói không chừng Dương Bách Xuyên vui vẻ còn có thể cho ông ta thêm mấy viên đan dược. Anh chỉ gật đầu nhìn Triệu Viễn Thành cẩn thận chỉ ra người của các thế gia cho mình biết, lúc này làm cho Dương Bách Xuyên cảm giác có phải anh lừa ba con bọn họ là sai lầm rồi không. Nhưng cũng đã làm rồi, không nên quan tâm nữa. Triệu Nam cũng chỉ ra một vài người có địa vị không tầm thường, đối với việc này Dương Bách Xuyên không quá để ý, so với người bình thường anh càng để ý đến võ cổ giả hơn, bởi vì sau này anh đa số phải tiếp xúc với những võ cổ giả. Trong lúc mấy người nói chuyện phiếm, giọng nói của người dẫn chương trình vang lên trên sân khấu. Dương Bách Xuyên nghe rất quen tai, ngẩng đầu nhìn thì phát hiện người chủ trì buổi đấu giá hôm nay lại là thư ký của Triệu Nam Ngải Diệp. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên kinh ngạc, Triệu Nam cười nói, Ngải Diệp rất đa tài, trước kia ở Phú Uôn, cô ấy đã từng làm MC tài chính và kinh tế, để cho cô ấy đảm nhiệm chức vụ người dẫn chương trình buổi đấu giá hôm nay, em rất yên tâm. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này, Ngải Diệp ở trên sân khấu nói chuyện chào hỏi một hồi, sau đó tiến vào chủ đề. Bảo bối đầu tiên của buổi đấu giá hôm nay là một món đồ sứ thanh hoa, có lẽ rất nhiều người ở đây đều biết. Đồ sứ thanh hoa là một trong những đồ sứ chủ đạo của thời văn minh Trung Quốc, thuộc loại gốm sứ tráng men. Đồ sứ thanh hoa được làm từ quặng cô ban chứa cô ban oxy hóa làm nguyên liệu, vẽ hoa văn trên thân gốm, lại phủ thêm một lớp men trong suốt, trải qua nhiệt độ cao và duy trì ngọn lửa, nung một lần là thành. Chất liệu cô ban sau khi nung sẽ chuyển sang màu xanh lam, độ bền màu rất cao, màu sắc tươi sáng, nung với áp suất cao thì màu sắc càng hài hòa. Đồ sứ thanh hoa ban đầu được tìm thấy manh mối ở nhà Đường và nhà Tống, đồ sứ thanh hoa xuất hiện ở lò hồ điền của thị trấn Cảnh Đức thời nhà Nguyên. Khang Hy đã phát triển đến đỉnh cao rồi. Trong thời kỳ Minh Thanh, cũng chế tạo ra những đồ sứ thanh hoa đầy màu sắc, men sứ thanh hoa màu xanh khổng tước, men sứ thanh hoa màu xanh lá, men sứ thanh hoa màu hồng, thanh hoa màu vàng, men sứ thanh hoa màu trắng. Mà chiếc bình sứ thanh hoa sắp ra mắt này chính là đồ sứ vào thời Thanh Khang Hy, cực kỳ hiếm có. Giá khởi điểm là 20 vạn, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 vạn, bắt đầu ra giá. Ngải Diệp rất chuyên nghiệp giới thiệu sơ qua về vật đấu giá đầu tiên là bình sứ thanh hoa, bắt đầu đấu giá. 21 vạn có người hét lên ra giá đầu tiên. 25, 28 vạn Dương Bách Xuyên không cảm thấy hứng thú với những thứ này, chỉ coi như đi xem náo nhiệt. Vài phút sau, món sứ thanh hoa này đã được một người trung niên mua được với giá 102 vạn. Làm cho Dương Bách Xuyên âm thầm tặc lưỡi. Ngay sau đó, Ngải Diệp bắt đầu lên món đồ thứ hai, là một sợi dây chuyền ruby, giá khởi điểm là 100 vạn, sau một vòng đấu giá cuối cùng sợi dây chuyền này bán được với giá 300 vạn. Sau đó đồ siêu tầm trong buổi đấu giá cũng dần dần ít đi trong mắt Dương Bách Xuyên, ba của Triệu Nam bên cạnh cũng ra tay mua được một món tử run châu, ba của Triệu Vũ Linh cũng mua được vật phẩm mình nhìn chúng. Dương Bách Xuyên và Triệu Nam đều đang xem náo nhiệt, đối với anh. Những thứ này đều là đồ vậy siêu tầm có giá trị nhỏ. Cũng không biết đã giao dịch thành công bao nhiêu món đồ, sau khi Ngải Diệp mở miệng lần nữa, Dương Bách Xuyên lại nở nụ cười, đó là bức tranh cổ vẽ 24 đại thần Lăng Yên Các của vua Đường mà anh tìm lại được, bức họa này còn hại Lý Ý Thiệt mất 1.000 vạn. Nghĩ đến những thứ này, Dương Bách Xuyên và Triệu Nam liếc nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Đấu giá đến món cuối cùng, giá trị của bảo bối cũng càng ngày càng tốt. Giá khởi điểm của bức tranh cổ là 100 vạn, mỗi lần hô giá không dưới 10 vạn. Người đầu tiên hô giá là 110 vạn, nghe giọng nói này rất quen thuộc, Dương Bách Xuyên vừa quay đầu lại hỏi thăm thì thấy được bên kia là Lý Ý đang hô giá, mà người ngồi cùng Lý Ý chính là một ông già ngoài 60 tuổi. Lúc này, Triệu Viễn Hiền bên cạnh hừ lạnh và nói, chuyện bức tranh cổ lần trước tôi nhớ chính là người của nhà Diệp dở trò quỷ, hiện tại xem ra lão nhị nhà họ Diệp đã ra mặt. 89 phần 10 không cần hỏi, người mua bức tranh cổ khắc chữ vua Đường này là người nhà họ Diệp. Nam Nam chờ đấy, ba sẽ giúp con chút giận, hôm nay tôi sẽ giành được bức tranh cổ này, làm cho lão nhị nhà họ Diệp phải tiếc nuối. Trong lòng Triệu Viễn Hiền có thể đoán được sơ sơ, hôm nay nhìn thấy lão nhị nhà họ Diệp đã xác định, ông ấy và ông ta đều là người quản lý làm ăn cho gia tộc nhà họ Diệp. Hai người chính là đối thủ trên thương trường. Ai cũng không muốn gặp người kia, hôm nay ông ấy chỉ muốn chút giận thay cho con gái bảo bối. Dưới sự kinh ngạc của Dương Bách Xuyên và Triệu Nam, Triệu Viễn Hiền trực tiếp cầm lấy micro nói, 300 triệu lúc đầu giá còn ở ngưỡng 100 triệu giờ đã bị tăng mạnh, sau khi Triệu Viễn Hiền kêu lên,
lập tức làm cho rất nhiều người ngạc nhiên. Mà Lý Ý lại toát mồ hôi lạnh, trên danh nghĩa bức tranh cổ này là của hắn ta, nhưng trên thực tế là vì mối làm ăn với Diệp Vô Đạo đang ngồi bên cạnh mình, ban đầu là dùng bức tranh cổ để hãm hại Triệu Nam, không ngờ bức tranh cổ lại bị Dương Bách Xuyên tìm về, chuyện xấu không thành, ngược lại làm cho hắn ta bị lỗ 1.000 vạn. Hôm nay, Diệp Vô Đạo đi tới Cố Đô, hắn ta đương nhiên muốn nịnh bợ, cam đoan là sẽ giành lại được bức tranh cổ để tặng cho Diệp Vô Đạo, nhưng phải bỏ ra 300 vạn thật sự khiến hắn ta phải hộc máu mất. Nếu buộc hắn ta bỏ ra hơn 300 vạn đi nịnh bợ Diệp Vô Đạo, hắn ta phải cắt thịt từ trên người ra mất. Nhưng nghĩ đến thế lực khổng lồ của nhà họ Diệp, Lý Ý vẫn cắn răng hộ 310 ngàn vạn. Lúc này chỉ còn rất ít người hét giá. Ngay sau đó, Triệu Viễn Hiền lại lần nữa hộ 350 vạn. Chợt Lý Ý bắt đầu nuốt nước bọt, cao hơn nữa hắn ta thật sự không thể ra giá nổi. Đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Vô Đạo bên cạnh hừ lạnh nói. Thì ra là lão tam nhà họ Triệu à, Lý Ý, hô giá 400 vạn. Cả người Lý Ý đều run lên, đây là muốn mạng hắn ta sao? Diệp Vô Đạo trừng mắt nhìn hắn ta một cái, thản nhiên nói, bảo anh hô giá chứ không bảo anh trả, tôi muốn tranh giành với lão tam nhà họ Triệu. Khụ khụ được rồi, Lý Ý cuối cùng cũng thở ra, những người này chơi lớn thật, hắn ta cũng không chơi nổi, cũng may Diệp Vô Đạo không bảo hắn ta bỏ tiền ra, coi như cũng được. Hắn ta lập tức hô, 500 vạn. Trong nháy mắt Lý Ý cảm giác trên người Diệp Vô Đạo truyền đến ý lạnh, nhịn không được dùng mình, hắn ta cũng không hiểu là tại sao. Mà trong lòng Diệp Vô Đạo thầm mắng, Lý Ý đúng là một tên ngu xuẩn, bảo anh hét giá chứ không bảo anh tăng giả thêm 100 vạn lúc tôi nói có gió lớn thổi qua nên không nghe à. Ngộ nhỡ lão tam nhà họ Triệu không ra giá tiếp, mẹ nó, chẳng phải là bảo tôi vứt bỏ 100 vạn sao. Nghĩ cái gì thì cái đó liền đến. Sau khi Lý Ý hô giá, Triệu Viễn Hiền quả nhiên không lên tiếng nữa. Lần này Lý Ý mới phản ứng lại, sắc mặt tái mét. Thật ra ngay trước đó một khắc, Triệu Nam cười khuyên ba mình đừng hét giá nữa, để người nhà họ Diệp phải thêm 100 vạn cũng được lắm rồi, công ty của cô ấy có thể kiếm thêm một phần hoa hồng. Triệu Viễn Hiền cười ha ha, từ bỏ hô giá. Kết quả cuối cùng, là Lý Ý hay là nói Diệp Vô Đạo phải dùng 500 vạn để lấy bức tranh cổ về. Tuy rằng bức tranh cổ vốn là của bọn họ, nhưng lại khiến Triệu Nam kiếm được hoa hồng nhiều hơn, 500 vạn thì tiền hoa hồng sẽ lên 20%, là 100 vạn đấy. Từ xa nhìn thấy sắc mặt Diệp Vô Đạo đen lại, Triệu Viễn Hiền cũng thoải mái cười to. Lập tức, giọng nói của ngài Diệp lại vang lên, mọi người, món bảo bối cuối cùng của hôm nay đã xuất hiện, có lẽ tất cả mọi người đều đã biết là cái gì, không sai, chính là đan chú nhan mà mọi người chờ mong đã lâu, tổng cộng có 10 viên. Chia làm 10 lần đấu giá. Không có giá khởi điểm, tự do đấu giá, sự thần kỳ của chú nhan đan chắc hẳn tất cả mọi người đều đã biết, tôi sẽ không nói nhiều nữa, hiện tại bắt đầu bán đấu giá viên đầu tiên. Khoan đã, ngay lúc ngài Diệp còn chưa nói hết, trong hội trường có một giọng nói vang lên. Dương Bách Xuyên nhìn lại thì thấy là một thanh niên hơn 20 tuổi, vừa rồi Triệu Viễn Thành đã giới thiệu cho anh nhớ rõ là người của gia tộc Mộ Dung ở Vân Quy. Ngài Diệp nở nụ cười hỏi, vị tiên sinh này có câu hỏi gì sao? Thanh niên đó đứng lên, sau đó nói, đan chú nhan của mấy người nói trắng ra đều là mấy người tuyên truyền bằng miệng, chúng tôi cũng chưa có ai từng tận mắt nhìn thấy công hiệu của nó nên không đủ tin tưởng, tôi từ xa đến đây cũng không muốn chạy một chuyện vô ích. Cho nên tôi có một đề nghị, trước mặt mọi người, lấy một viên đan chú nhan ra và thử ngay tại hội trường này xem có hiệu quả không, tôi có dẫn một bệnh nhân mặt bị bỏng đến. Nếu như đan chú nhan thật sự thần kỳ như mấy người tuyên truyền, tôi tin vết bỏng hẳn là có thể chữa khỏi. Nếu sau khi thử thuốc, vết sẹo bỏng trên mặt bệnh nhân có thể tốt lên, một viên đan chú nhan lấy ra thử nghiệm, tôi định giá 1.000 vạn, nếu không có hiệu quả, các người phải đưa lại tôi 1.000 vạn, thế nào? Sau khi thanh niên này nói xong, nhận được sự tán thành của rất nhiều người ở đây, mọi người đều nhao nhao yêu cầu thử hiệu quả của đan ngay tại chỗ. Ngải Diệp nhìn về phía Triệu Nam. Một thư ký như cô ta không làm chủ được. Triệu Nam nhìn Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên cười ha ha và nói, đồng ý cậu ta đi. Triệu Nam lập tức gật đầu với Ngải Diệp trên sân khấu, ra hiệu bảo cô ta đồng ý. Được, công ty chúng tôi quyết định đồng ý yêu cầu của vị tiên sinh này, thử hiệu quả của đan chú nhan tại chỗ, mời bệnh nhân lên. Ngải Diệp thong dong hô to trên sân khấu. Lần này Mộ Dung Khinh Phong đến Cố Đô nóng lòng hơn ai hết.
Hôm qua sau khi thấy tuyên truyền của công ty đấu giá Triệu Thị giới thiệu tác dụng làm đẹp thần kỳ của đan chú nhan, anh ta lập tức sốt sắng chạy tới Thiên Đô. Hồi bé em gái của Mộ Dung Khinh Phong bất cẩn bị bỏng một mảng lớn ở chân nên không thể mặc váy. Đối với một cô bé mà nói, đây là nỗi nuối tiếc cực lớn. Mà em gái bị bỏng là tại anh ta. Lúc hai anh em nô đùa, anh ta đã làm đổ ấm nước. Lúc đó em gái đã được làm phẫu thuật, những tiếc là vẫn để lại sẹo, hơn nữa diện tích rất lớn. Mộ Dung Khinh Phong rất áy náy về chuyện em gái bị bỏng, bao năm qua anh ta luôn cố gắng bù đắp, nhưng tiếc là không có thẩm mỹ viện nào có thể phẫu thuật khôi phục nguyên trạng. Cho dù có cũng phải lấy ra ở vị trí khác trên người bản thân để tiến hành cấy ghép. Em gái không muốn làm vậy, mà anh ta cũng không muốn. Mộ Dung Khinh Phong và em gái thuộc dòng chính của gia tộc Mộ Dung ở Vân Quý, chẳng thiếu thốn thứ gì, điều nuối tiếc duy nhất là vết bỏng trên chân em gái. Sau khi nghe nói buổi đấu giá Triệu Thị có đan chú nhan, Mộ Dung Khinh Phong ôm tâm lý thử vận may đến tham dự. Nếu đan dược này thật sự có công hiệu thần kỳ như tuyên truyền thì có thể chữa vết bỏng trên chân em gái. Để an toàn, Mộ Dung Khinh Phong cố ý tìm một cô gái bị bỏng mặt ở Cố Đô, mức độ bỏng còn nghiêm trọng hơn vết bỏng trên chân em gái anh ta. Nếu thử thuốc tại chỗ mà đan chú nhan có thể chữa khỏi vết bỏng trên mặt cô gái này, tức là công hiệu của đan chú nhan không phải thổi phồng. Như vậy thì anh ta có thể bù đắp nỗi áy náy đối với em gái trong những năm qua và buông bỏ chấp niệm trong lòng. Mộ Dung Khinh Phong dẫn theo cô gái có vết bỏng lớn trên mặt bước lên sân khấu, sau đó giới thiệu vắn tắt. Xin chào quý vị, tôi là Mộ Dung Khinh Phong. Bởi vì tôi rất kỳ vọng vào công hiệu thần kỳ của đan chú nhan, cho nên không thể lơ là. Xin lỗi vì làm chậm trễ thời gian của quý vị. Mộ Dung Khinh Phong vừa nói vừa khom người trên sân khấu, thể hiện phong độ lịch sự và phẩm chất tốt đẹp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiếp đó, anh ta chỉ vào cô gái đeo khẩu trang và nói, cô Lý bên cạnh tôi là bệnh nhân có vết bỏng lớn trên mặt, năm nay 30 tuổi. Tôi cố ý mời cô ấy đến đây để thí nghiệm thuốc. Nếu như xảy ra bất cứ vấn đề gì thì tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, không liên quan đến công ty đấu giá Triệu Thị. Dứt lời anh ta đưa micro cho Ngải Diệp, đồng thời ra hiệu cho cô gái kia tháo khẩu trang ra, có thể bắt đầu thử thuốc. Giờ phút này tất cả những người có mặt ở đây đều đổ dồn ánh mắt lên người cô gái đeo khẩu trang. Sau khi cô gái tháo khẩu trang ra, những người ngồi gần sân khấu đều hít sâu một hơi. Theo lời giới thiệu của Mộ Dung Khinh Phong thì cô Lý mới 30 tuổi, vậy mà cả khuôn mặt trông như một bà lão 70, chẳng chịt những dấu vết giống như vết nhăn. Đây là dấu vết để lại sau khi bị bỏng, trông rất đáng sợ. Nếu như đan chú nhan có thể khôi phục lại gương mặt bị bỏng như ban đầu, hoặc là khôi phục 7-8 phần thì cũng có thể so với thần dược rồi. Lúc này toàn hội trường bàn tán xôn xao, rất nhiều người đều cho rằng bỏng nặng thế này thì không thể khôi phục được. Triệu Nam ngồi bên cạnh Dương Bách Xuyên cũng hơi lo lắng, bởi vì gương mặt của cô gái trên sân khấu bị bỏng quá nghiêm trọng, e là đan chú nhan không thể khôi phục được. Nhưng Dương Bách Xuyên không lo lắng chút nào, bởi vì anh biết rõ công hiệu của đan chú nhan. Đây là đan dược dùng cho người tu chân đó, sao lại không giải quyết được vấn đề của người bình thường kia chứ? Trong mục công hiệu của đan chú nhan có một ghi chú, có thể phục hồi mọi làn da bị sẹo do mọi nguyên nhân gây nên ở người tu chân. Nó chuyên chữa trị cho người tu chân, huống chi là người bình thường. Thấy Triệu Nam lo lắng, Dương Bách Xuyên cười nhẹ an ủi, đừng lo, em phải tin anh chứ, bảo Ngải Diệp bắt đầu đi. Nghe giọng nói tràn đầy tự tin của Dương Bách Xuyên, Triệu Nam cũng yên tâm hơn nhiều. Cô ấy gật đầu với Ngải Diệp trên sân khấu ra hiệu cho đối phương bắt đầu. Ngải Diệp lấy ra một viên đan chú nhan đưa cho cô gái kia uống. Sau đó tìm một chiếc khăn voan màu đỏ trùm lên đầu cô ta rồi để cho cô ta ngồi trên sân khấu, tiến hành thí nghiệm thuốc trước sự chứng kiến của mọi người. Tiếp đó, Ngải Diệp cầm micro lên, mỉm cười cất lời, mời quý vị uống trà. Công hiệu của đan chú nhan giống như tuyên truyền, sau nửa tiếng sẽ thấy hiệu quả. Xin quý vị hãy kiên nhẫn chờ đợi nửa tiếng. Ngải Diệp nói như vậy, mọi người đều thông cảm, nửa tiếng có là gì so với công hiệu thần kỳ của đan chú nhan. Đối với những người có khuyết điểm trên mặt hoặc là làn da trên người, họ đã chịu đựng nhiều năm như vậy rồi, sao lại không đợi nổi nửa tiếng? Rất nhiều người dưới sân khấu xì xào bàn tán,
nếu đan chú nhan thật sự có thể chữa khỏi 7-8 phần cho cô gái trên sân khấu, vậy thì lần này đến đây rất đáng giá. Bất kể là võ cổ giả hay là người bình thường có tiền có quyền, những ai có mặt ngày hôm nay đều có chung một mục đích, đến vì công hiệu của đan chú nhan được tuyên truyền. Lúc này trên sân khấu, Mộ Dung Khinh Phong siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay túa mồ hôi. Anh ta cực kỳ hy vọng đan chú nhan có công hiệu thần kỳ. Bởi vì anh ta muốn chữa khỏi vết bỏng trên chân em gái, để cho em gái có thể mặc váy, nụ cười nở trên môi như những cô bé khác. Sau khi lên cấp 3, em gái rất ít cười. Thật ra Mộ Dung Khinh Phong biết em gái mình buồn khổ vì đã biết làm đẹp nhưng lại không thể mặc các loại váy ngắn váy dài, dẫn đến tự ti. Mặc dù em gái chưa bao giờ oán trách trước mặt Mộ Dung Khinh Phong, trái lại còn an ủi anh ta rằng không sao đâu anh, hồi bé mình không hiểu chuyện, em không trách anh, mà em cũng không thích mặc váy. Mỗi khi nghe những lời này, Mộ Dung Khinh Phong càng áy náy hơn. Khi Ngải Diệp mở một lọ sứ nhỏ lấy một viên đan chú nhan đưa cho cô Lý uống, Mộ Dung Khinh Phong ngửi thấy một mùi hương thấm ruột thấm gan, điều này khiến anh ta càng thêm tin tưởng. Có lẽ đan chú nhan thật sự có công hiệu thần kỳ như tuyên truyền nhỉ. Nếu thật sự có hiệu quả thì cho dù hôm nay phải tốn bao nhiêu tiền, anh ta cũng phải đấu giá bằng được viên đan dược tiếp theo. Dưới sân khấu có rất nhiều người có suy nghĩ và mục đích giống Mộ Dung Khinh Phong, ai ai cũng ôm lòng mong đợi, cùng chờ đợi công bố kết quả. Cô gái mặc áo đen ngồi phía sau cách Dương Bách Xuyên không xa cũng như vậy, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Xuyên qua tấm mạng che mặt, cô chăm chú nhìn cô gái thử thuốc trên sân khấu. Nếu như đan chú nhan có thể chữa khỏi vết bỏng của cô gái kia, thì đó chính là một tia hy vọng đối với cô, ít nhất thì chắc là cũng có hiệu quả. Cô là võ cổ giả, bởi vì độc tố xuất hiện trên mặt mà phiền não hơn 3 năm trời. 3 năm qua cô đã tìm đến biết bao gia tộc y dược, các sĩ nổi tiếng ở thế giới bình thường, những thần y giới võ cổ. Nhưng không ai có thể giải quyết vấn đề trên mặt cô. Sau khi vô tình nghe thấy sự thần kỳ của đan chú nhan ở cố đô, độc cô vô tình ôm tâm lý thử vận may đến đây. Chấm chấm chấm. Những người ôm lòng mong chờ mãnh liệt đối với đan chú nhan đều cảm thấy thời gian nửa tiếng dài đằng đẵng. Cuối cùng cũng đến lúc chín muồi. Sau khi thấy Triệu Nam bên dưới gật đầu ra hiệu, Ngải Diệp trên sân khấu cất lời, kính thưa các quý vị, đã qua nửa tiếng, chúng ta hãy cùng chứng kiến kỳ tích. Dứt lời Ngải Diệp đi đến chỗ cô gái đội khăn voan đỏ. Lúc này, Ngải Diệp và cô Lý thử thuốc trên sân khấu bắt đầu cử động trước ánh mắt chờ đợi của hàng trăm người dưới sân khấu. Mộ Dung Khinh Phong đứng ở một bên trên sân khấu, trán đã đẫm mồ hôi tự bao giờ. Anh ta quá căng thẳng vì chờ đợi. Dưới sân khấu, độc cô vô tình ở phía sau Dương Bách Xuyên cũng siết chặt tách trà, điều này bộc lộ sự căng thẳng của cô. Cả phòng đấu giá chỉ có một người thoải mái nhất là Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên là người luyện chế ra đan chú nhan, anh thừa biết công hiệu của nó nên vẫn bình tĩnh ngồi dưới sân khấu. Cô Lý trên sân khấu túm chặt quần áo với tâm trạng thấp thỏm. Hôm nay cô ta gặp được Mộ Dung Khinh Phong, đối phương mang đến cho cô ta niềm hy vọng có thể khôi phục gương mặt, vì vậy cô ta đến đây. Tuy cô Lý biết là thuốc thử, có thể thành công và cũng có thể thất bại, nhưng đây vẫn là niềm hy vọng của cô ta. Đối với cô Lý mà nói, vết bỏng trên mặt là ác mộng đã hủy hoại cả cuộc đời, vì nó mà cô ta không kết hôn. Điều kiện hợp tác với Mộ Dung Khinh Phong là cho dù có thành công hay không, cô ta đều nhận được thù lao 1 triệu. Nếu như thành công thì đúng là cô ta lời to. Nếu không thành công, có 1 triệu trong tay cô ta có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ, ít nhất cũng có thể chỉnh sửa cho khuôn mặt không đáng sợ nữa, không cần ngày nào cũng phải đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài nữa. Trong nửa tiếng sau khi uống đan chú nhan, cô Lý cảm thấy dày vò hơn bất cứ ai. Trong khoảng thời gian đó, cô ta cảm thấy mặt ngứa dâm ran, suýt thì không kìm được hét lên. May mà sau nửa tiếng, cảm giác này đã biến mất. Ngải Diệp là người dẫn chương trình, tuy trên mặt treo nụ cười song trong lòng cũng rất căng thẳng, bởi vì ánh mắt mấy trăm người khắp hội trường đều chăm chú và tràn đầy mong chờ. May mà Chủ tịch Triệu Nam dưới sân khấu gửi đến cô ta ánh mắt tự tin. Ngải Diệp vươn tay chậm rãi vén khăn voan đỏ trên đầu cô Lý thử thuốc. Một giây sau, Ngải Diệp run rẩy cả người, toàn thân cứng nhắc. Tiếp đó, Mộ Dung Khinh Phong ở bên cạnh giận tím mặt, lừa đảo. Sau đó, mấy trăm người dưới sân khấu bắt đầu xôn xao.
Quả nhiên là lừa đảo, vết bỏng trên mặt không thay đổi chút nào. Công ty đấu giá Triệu thì các người đóng cửa đi thôi. Dám lừa gạt mọi người, to gan thật đấy. Cả hội trường ồn ào phẫn nộ khiến sắc mặt mấy người Triệu Nam, Triệu Viễn Hiền hết sức khó coi. Triệu Nam tái mét mặt mày nhìn Dương Bách Xuyên, cô ấy biết hôm nay một khi những người này nổi giận thì sẽ gây nên hậu quả gì. Tuy Triệu thị ở Yên Kinh lớn mạnh, nhưng cũng không thể chống đỡ nổi. Hôm nay có rất nhiều người có mặt, trong đó có vô số người giàu có, huống chi còn có võ cổ giả. Thấy khuôn mặt của cô gái trên sân khấu không có gì thay đổi, đầu tiên Dương Bách Xuyên thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó anh mỉm cười nói với Triệu Nam, bình tĩnh đừng vội, để anh giải quyết. Dứt lời anh đứng dậy đi lên sân khấu. Triệu Nam có thể bình tĩnh không vội được sao? Lần này cả hội trường đều phẫn nộ, có thể nói là đã chọc giận mọi người. Mà vết bỏng ở mặt của cô Lý trên sân khấu lại không hề thay đổi tí nào. Giả sử dù chỉ có chút xíu thay đổi thôi, phía công ty cũng có thể ứng phó. Nhưng khi thấy Dương Bách Xuyên tràn đầy tự tin lên sân khấu, Triệu Nam chỉ có thể lựa chọn tin tưởng anh. Sau khi nhìn thấy gương mặt của người thử thuốc trên sân khấu không có gì thay đổi, Độc Cô Vô Tình ở cách đó không xa đột nhiên bóp nát tách trà trong tay, mảnh vỡ đâm vào ngón tay mà cô không cảm nhận được. So với nỗi đau đớn nơi ngón tay, nỗi thất vọng trong lòng càng sâu sắc hơn. Thất bại rồi ư? Độc Cô Vô Tình thầm hỏi. Cô nghĩ cũng đúng thôi, trên đời này làm gì có loại thuốc nào có công hiệu thần kỳ như đan chú nhan được tuyên truyền chứ? Nếu có thì chẳng phải là thành tiên đan rồi sao? Xem ra cô nghĩ nhiều rồi. Trên sân khấu, Ngải Diệp rất sợ hãi và bất lực trước tiếng hét giận dữ của Mộ Dung Khinh Phong. Ánh mắt Mộ Dung Khinh Phong bừng bừng lửa giận, trong mắt phằn lên tơ máu, trông như muốn xông đến xé xác Ngải Diệp. Làm cho cô ta bất giác run lên. Lại thêm tiếng chửi mắng lừa đảo khắp hội trường, Ngải Diệp thật sự sợ hãi. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên đi lên sân khấu, sau đó vỗ vai cô ta, không sao, cô xuống dưới lấy cho tôi một chậu nước trong đến đây. Giao cho tôi giải quyết. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa lấy micro trong tay Ngải Diệp. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Ngải Diệp yên tâm hơn nhiều. Cô ta không hỏi thêm mà lập tức đi lấy nước theo lời dặn của Dương Bách Xuyên. Kính mong các quý vị hãy im lặng một lát, thí nghiệm vẫn chưa kết thúc, xin mọi người hãy cho tôi 5 phút, sau đó cho dù mọi người có phá hủy công ty đấu giá thì chúng tôi cũng chấp nhận. Dương Bách Xuyên cầm micro phát biểu, mọi người dưới sân khấu bỗng nhiên nghe thấy anh nói thí nghiệm vẫn chưa kết thúc. Lươn lẹo à? Hay là kiếm cớ kéo dài thời gian? Lúc này rất nhiều người vẫn không tin. Mộ Dung Khinh Phong ở bên cạnh bước đến, giận dữ nhìn Dương Bách Xuyên, anh là người phụ trách công ty đấu giá sao? Tốt nhất là hôm nay anh phải cho tôi một lời giải thích. Mộ Dung Khinh Phong quá kỳ vọng trên đời thật sự có đan chú nhan, ôm ấp hy vọng rất lớn. Nhưng kết quả lại là hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Vì vậy anh ta cực kỳ tức giận. Dương Bách Xuyên phớt lờ tiếng quát giận dữ của Mộ Dung Khinh Phong, vẫn mỉm cười bình thản, anh Mộ Dung. Tôi là Dương Bách Xuyên giám đốc của công ty đấu giá. Xin hãy bớt giận, chỉ 5 phút mà thôi, sau 5 phút tôi sẽ cho anh một lời giải thích. Hơn nữa, trước đó anh đã nói là nếu như đan chú nhan không có hiệu quả, công ty chúng tôi sẽ trả anh 10 triệu. Nói đến đây, Dương Bách Xuyên cười ha ha, nhưng nếu như lát nữa tôi chứng thực đan chú nhan có hiệu quả, thì không đơn giản là anh phải trả cho tôi 10 triệu thôi đâu. Anh phải đền bù tổn thất thử thuốc bằng số tiền đấu giá đan chú nhan cao nhất ngày hôm nay đó. Thấy Dương Bách Xuyên tự tin như thế, Mộ Dung Khinh Phong thoáng sững sờ. Đương nhiên không phải anh ta quan tâm đến tiền bạc, bởi vì anh ta thuộc dòng chính nhà Mộ Dung, chưa bao giờ thiếu tiền. Điều anh ta quan tâm là hiệu quả của đan chú nhan. Nhìn vẻ mặt của Dương Bách Xuyên, hình như đối phương rất chắc chắn và tự tin. Điều này khiến Mộ Dung Khinh Phong lại dấy lên hy vọng. Nhưng nhìn gương mặt không chút thay đổi của cô Lý ở bên cạnh, anh ta khó lòng tin tưởng Dương Bách Xuyên. Mộ Dung Khinh Phong gần giọng nói, được, đừng nói 10 triệu, cho dù 100 triệu tôi cũng trả đủ cho anh. Nhưng điều kiện tiên quyết là đan chú nhan của anh có hiệu quả. Nếu như anh không thể cho tôi một lời giải thích, thì tôi sẽ khiến công ty các anh không gánh nổi hậu quả. Dương Bách Xuyên mỉm cười, dù sao anh cũng không lỗ. Viên đan chú nhan thử nghiệm do Mộ Dung Khinh Phong chi tiền,
mà nhà Mộ Dung không thiếu tiền. Không lâu sau, Ngải Diệp bưng một chậu nước đến đưa cho Dương Bách Xuyên. Mấy trăm người dưới sân khấu cũng chú ý tới hành động của anh. Lẽ nào anh để cho người thử thuốc rửa mặt? Quả nhiên Dương Bách Xuyên đặt chậu nước trước mặt cô Lý thử thuốc. Cô Lý, bây giờ cô rửa mặt đi, dùng hai tay chà mạnh một lượt. Tôi có thể nói cho cô biết kỳ tích sẽ xảy ra. Dương Bách Xuyên thì thầm nói với cô Lý. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, cô gái thử thuốc lập tức làm theo, dù sao cũng chỉ là rửa mặt mà thôi. Lúc này, ánh mắt mọi người lại tập trung lên sân khấu một lần nữa. Mộ Dung Khinh Phong đứng cạnh Dương Bách Xuyên, chăm chú nhìn cô Lý rửa mặt. Bỗng dưng anh ta rùng mình. Bởi vì anh ta trông thấy sau khi cô Lý rửa mặt, da mặt bắt đầu chóc ra một mảng lớn, da cũ bong ra để lộ làn da trắng nõn bên dưới. Đây! Mộ Dung Khinh Phong không kìm được thốt ra một chữ. Giờ phút này, rốt cuộc anh ta đã tin lời Dương Bách Xuyên. Rõ ràng là đan chú nhan thật sự có hiệu quả, giống như Dương Bách Xuyên đã nói, thí nghiệm vẫn chưa kết thúc, bởi vì lớp da cũ trên mặt cô Lý đã chóc ra. Nói cách khác, công hiệu của đan chú nhan là thật. À, cô Lý đang rửa mặt thì thấy mình trà ra một lớp da cũ, lập tức giật mình hét toáng lên. Dương Bách Xuyên mỉm cười nói, cô Lý đừng sợ, đây là đan chú nhan bóc lớp da bỏng trên mặt cô, hiện giờ trên mặt cô là da mới. Cô mau rửa đi cho chúng tôi xem hiệu quả, chắc là vết bỏng trên mặt cô đã lành rồi. Dương Bách Xuyên nói vậy thôi, chứ linh thức của anh đã phát hiện ra bí mật trên mặt cô Lý rồi, cho nên anh mới ung dung bình tĩnh như vậy. 3 phút sau, cô Lý ngẩng đầu lên. Ánh đèn rọi lên gương mặt cô ta. Đây là, thần tích. Trời ơi, đây là ma thuật sao? Không thấy vết bỏng nào luôn. Thật khó tin. Chấm chấm chấm. Cả hội trường lập tức xôn xao, không ai ngờ rằng sau khi cô Lý thử thuốc rửa mặt, da mặt bong ra hết, để lộ khuôn mặt dạng người xinh đẹp. Cả hội đấu giá đều sôi trào. Toàn thân Mộ Dung Khinh Phong run lên vì kích động. Trong lòng Độc Cô Vô Tình lại nhen nhóm hy vọng một lần nữa. Hai mắt Triệu Nam sáng lấp lánh, ánh mắt dán chặt vào Dương Bách Xuyên. Ngải Diệp cũng kích động đến run rẩy cả người. Cuối cùng thì cô ta không cần lo lắng hãi hùng nữa. Tiếp theo cô ta sẽ triển khai kế hoạch lớn. Dương Bách Xuyên cười ha hả đưa micro cho Ngải Diệp, để cho cô ta tiến hành bán đấu giá đan chú nhan. Mộ Dung Khinh Phong dẫn theo cô Lý thử thuốc đi xuống sân khấu. Trên quãng đường họ đi, có rất nhiều người muốn xem cô Lý, thậm chí có người không dám tin còn vươn tay chạm vào mặt cô ta xem có phải bôi phấn không. Kết quả rất rõ ràng và chân thực. Hiệu quả vượt xa tưởng tượng. Có màn quảng cáo sống động này, bầu không khí trong hội trường được đẩy lên cao trào lần nữa. Mọi người sốc lại tinh thần, họ hét thúc giục Ngải Diệp tiến hành bán đấu giá. Trước đó bọn họ nghe nói chỉ có 10 viên đan chú nhan, bây giờ đã dùng 1 viên để thí nghiệm, như vậy là chỉ còn lại tổng cộng 9 viên. 9 viên đan chú nhan mà có tới 300 người cạnh tranh, rất nhiều người đã đỏ cả mắt. Ngải Diệp thấy bầu không khí đã đủ độ liền mỉm cười cất lời, kính thưa quý vị, 9 viên đan chú nhan chia thành 9 lần đấu giá. Tôi xin nói trước là không có giá quy định, mọi người tự do đấu giá, ai ra giá cao thì đồ thuộc về người đó. Về công hiệu thì tôi không cần giới thiệu nữa nhỉ. Bắt đầu đấu giá viên đan chú nhan thứ nhất, mời quý vị đấu giá. Ngải Diệp vừa dứt lời, giọng nói đầu tiên vang lên ngay lập tức, 30 triệu. Dương Bách Xuyên nhìn sang, là Mộ Dung. Khinh Phong với ánh mắt tràn đầy quyết tâm nhất định phải có được. 40 triệu. 50 triệu. Chưa đầy một phút ngắn ngủi mà giá đã đẩy lên 90 triệu. Lúc này Mộ Dung Khinh Phong sốt ruột lắm rồi. Mặc dù biết là có 9 viên, nhưng ở đây có quá nhiều người, anh ta không dám mạo hiểm, lỡ như không lấy được thì anh ta sẽ hối hận cả đời. Mộ Dung Khinh Phong hạ quyết tâm, lập tức hô, 300 triệu. Lần này vô số người chửi thầm, mẹ kiếp, anh chơi lớn như vậy sao? Vừa mở miệng đã tăng 200 triệu. Là 200 triệu chứ không phải 2 triệu, thế mà anh ta nói nhẹ bẫng như hô 200 tệ vậy. Sau giây phút yên lặng ngắn ngủi, Ngải Diệp lên tiếng, anh Mộ Dung ra giá 300 triệu, còn ai ra giá nữa không? Ngải Diệp hỏi 2 lần, đến lần thứ 3 cô ta đang định gõ búa thì đột nhiên một giọng nữ vang lên, 500 triệu.
rất bình thản, nhưng âm thanh qua micro vang khắp hội trường. Dương Bách Xuyên mừng rơn, thầm nghĩ, toàn là đại gia. Một viên, mới chỉ một viên đan chú nhan thôi mà đã lên tới 500 triệu rồi. Thế này là muốn anh đây giàu lên nhanh chóng đây mà. Anh ngoảnh đầu nhìn người hô 500 triệu, là một cô gái mặc đồ đen ngồi phía sau cách chỗ anh không xa. Cô vẫn đeo mạng che mặt, không nhìn rõ diện mạo. 800 triệu, giọng nói của Mộ Dung Khinh Phong rất vững vàng, rất kiên định. Khi lên tiếng một lần nữa, anh ta dứt khoát tăng thêm 300 triệu. Khiến rất nhiều người hít hơi lạnh. Cái giá 800 triệu của Mộ Dung Khinh Phong khiến nhiều người khiếp sợ. Không phải những người ở đây không hét giá nữa, mà là ai cũng nhìn ra Mộ Dung Khinh Phong quyết tâm phải có được, cho nên không tranh với anh ta nữa. Và lại vẫn còn viên tiếp theo cơ mà. Ngay cả Độc Cô Vô Tình cũng im lặng, mặc dù cô không thiếu tiền, nhưng lại cảm thấy tiếp tục tranh giành với Mộ Dung Khinh Phong cũng chẳng có ý nghĩa gì, thôi thì nhường viên đan chú nhan thứ nhất cho Mộ Dung Khinh Phong vậy. Cuối cùng, Mộ Dung Khinh Phong đã đấu giá được viên đan chú nhan thứ nhất như mong muốn. Anh ta biết rằng có lẽ trong mắt người ngoài, mình bị ấm đầu mới tốn 800 triệu để mua một viên đan chú nhan. Nhưng Mộ Dung Khinh Phong biết rất đáng giá. Bởi vì viên đan chú nhan này có thể chữa khỏi sẹo bỏng trên chân em giá, từ nay về sau em gái có thể mặc váy giống như những cô bé khác. Ngàn vàng khó mua được niềm vui, huống chi anh ta mua nổi. Anh ta thuộc thế gia võ cổ có truyền thừa lâu đời, của cải dồi dào, quả thật 800 triệu không nhằm nhò gì. Viên đan chú nhan thứ hai bắt đầu đấu giá, người ra giá đầu tiên hô 100 triệu. Nhưng Dương Bách Xuyên không ngờ một cô gái ngồi phía sau, chính là võ cổ giả ám kình tầng 8 kia, thẳng thừng ra giá 800 triệu khiến mọi người chấn động. Cuối cùng cô lấy được viên đan chú nhan thứ hai. 7 viên đan chú nhan tiếp theo tuy không lên tới giá 800 triệu, nhưng đều trên 100 triệu. Nhất là viên đan cuối cùng chốt giá 780 triệu, rơi vào tay một thương nhân giàu có phương Nam. Tổng giá giao dịch sau cùng của 9 viên đan chú nhan lên tới 5 tỷ 280 triệu. Sau khi nhẩm tính ra tổng giá trị, chính bản thân Dương Bách Xuyên cũng phải giật mình. Đối với anh mà nói, 5 tỷ 280 triệu là con số khổng lồ. Anh thầm cảm thán tài lực hùng hậu của thế gia võ cổ, chẳng có nhà nào yếu cả. Trong 9 viên đan chú nhan có 8 viên rơi vào tay võ cổ giả, chỉ có một viên cuối cùng là vị thương nhân giàu có phương Nam kia lấy được. Điều này đủ để chứng minh tài lực của thế gia võ cổ, đúng là ai cũng lắm tiền. Dương Bách Xuyên không ngờ chỉ 9 viên đan chú nhan đã mang đến cho mình khoản tiền 5 tỷ 280 triệu. Nếu như luyện chế 100 viên. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên nuốt nước miếng. Tóm lại là sau này anh sẽ không thiếu tiền. Buổi đấu giá kết thúc, mọi người lục tục rời khỏi hội trường. Những người không đấu giá được thì ngậm ngùi nuối tiếc, gặng hỏi Ngải Diệp khi nào tổ chức tiếp. Câu trả lời của Ngải Diệp là không biết, cô ta nói rằng công ty đấu giá chỉ đấu giá thay chứ không biết lai lịch của đan chú nhan, cho dù biết cũng không thể tiết lộ tin tức khách hàng. Ngoài Dương Bách Xuyên ra, người vui vẻ nhất chính là Triệu Nam. Cô ấy tin rằng sau buổi đấu giá đan chú nhan này, công ty đấu giá sẽ nổi tiếng, khách hàng sẽ nghe danh mà đến. Sau khi mọi người đi hết, Dương Bách Xuyên ngoảnh đầu thì thấy Mộ Dung Khinh Phong đi tới chỗ Ngải Diệp. Tuy khoảng cách xa nhưng anh vẫn nghe thấy Mộ Dung Khinh Phong nói với Ngải Diệp, theo giao ước lúc trước, tôi sẽ trả 800 triệu theo giá đấu giá cao nhất cho viên đan chú nhan dùng để thử thuốc. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên bèn đi thẳng tới đó. Anh rất tán thưởng hành động giữ lời hứa của Mộ Dung Khinh Phong. Anh ngẫm nghĩ giây lát rồi ngắt lời Mộ Dung Khinh Phong, anh Mộ Dung, không tính viên thuốc thí nghiệm kia nữa. Hành động của anh cũng xem như đã quảng cáo cho công ty chúng tôi. Vì vậy chúng tôi miễn phí cho viên đan chú nhan đó. Cảm ơn anh Mộ Dung đã ủng hộ. Mộ Dung quay lại thì thấy giám đốc của công ty đấu giá Dương Bách Xuyên. Anh ta trịnh trọng nói, không không không, tôi rất cảm kích vì quý công ty đã đấu giá đan dược thần kỳ như thế, giúp tôi hoàn thành tâm nguyện. Đối với tôi, 800 triệu chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, tôi đề nghị thử thuốc đã quấy rầy quý công ty, theo lý thì tôi nên chi trả số tiền này. Dương Bách Xuyên không ngờ Mộ Dung Khinh Phong lại là người cố chấp như vậy, hơn nữa nghe giọng điệu thì có vẻ như anh ta thật sự không để ý đến tiền bạc. Anh bèn bảo Ngải Diệp nhận 800 triệu theo giao ước. Lần này Dương Bách Xuyên thu vào những 6 tỷ 080 triệu, đúng là giàu sau một đêm.
chấm chấm chấm. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, ba của Triệu Nam phải về Yên Kinh ngay. Ông ấy là người quản lý việc kinh doanh của nhà họ Triệu nên không tiện ở lâu. Triệu Viễn Thành cũng đi cùng. Dương Bách Xuyên và Triệu Nam tiễn họ ra cổng, lên xe. Trước khi đi, Triệu Viễn Thành để con trai Triệu Vũ Linh ở lại với cái danh hoa mỹ là ở lại giúp công ty của Triệu Nam, nhưng thật ra là nịnh nọt Dương Bách Xuyên. Triệu Nam không từ chối, dù sao cũng là người một nhà. Triệu Viễn Thành và Triệu Viễn Hiền cũng mời Dương Bách Xuyên đến Yên Kinh làm khách, thái độ rất nhiệt tình. Sau đó, Triệu Nam và Dương Bách Xuyên về công ty. Triệu Vũ Linh nói là muốn ra ngoài tìm phòng, anh ta dự định ở lại cố đô thì không thể ở khách sạn suốt được. Dương Bách Xuyên ước gì anh ta đi khỏi, đâu thể để một cái bóng đèn bám theo đúng không? Triệu Vũ Linh vội vàng rời đi, anh ta cứ nhớ nhung viên đan tinh long mà Dương Bách Xuyên cho, nào muốn đi tìm phòng ở, về khách sạn dùng đan dược mới là chuyện quan trọng. Anh ta nghĩ rằng nói không chừng uống đan tinh long là có thể tăng nội lực lên một tầng. Khi nào lên đến ám kình tầng 5 anh ta sẽ về Yên Kinh, để xem vị kia nhà họ Diệp còn đắc ý được không. Tóm lại là Triệu Vũ Linh có được một viên đan dược, tâm trạng rất vui vẻ. Không thấy hôm nay một viên đan chú nhan đấu giá được những 800 triệu sao? Người khác không biết đan chú nhan ở đâu ra, chứ anh ta lại không biết ở chỗ Dương Bách Xuyên à. Vì thế, Triệu Vũ Linh cho rằng đan tinh long chắc chắn là đan dược cao cấp. Về phần công hiệu, đã có đan tôi thể mà Dương Bách Xuyên tặng chú ba lúc trước, anh ta nghĩ đan tinh long cũng là đan dược có tác dụng với võ cổ giả. Trên đường về khách sạn, Triệu Vũ Linh nhìn thấy một quán bar, bèn bảo tài xế dừng xe rồi mình đi vào quán bar. Đang vui thì nên uống vài ly, và lại có thể dùng đan dược ở quán bar mà, dù sao cũng có phòng riêng. Sau khi vào quán bar, Triệu Vũ Linh dứt khoát thuê một phòng riêng lớn, gọi mấy chai rượu ngon. Sau đó cho nhân viên phục vụ 1.000 tiền bâu ơ và yêu cầu cậu ta canh cửa, không cho ai quấy rầy. Nhân viên phục vụ được bâu ơ, tất nhiên là luôn miệng đồng ý. Cậu ta biết rằng mình đã gặp được đại gia, nói không chừng phục vụ tốt còn được bâu ơ thêm, bèn đứng canh ngoài cửa. Trong phòng riêng, Triệu Vũ Linh uống một ly rượu, sau đó lấy ra một viên đan tinh long mà Dương Bách Xuyên cho. Mặt anh ta đỏ hừng hực. Dường như anh ta thấy được hình ảnh chỉ cần mình uống viên đan dược này vào là có thể đè bẹp lớp trẻ của ba gia tộc khác ở Yên Kinh, trở thành cậu cả Yên Kinh danh xứng với thực. Thế rồi anh ta nuốt luôn viên đan tinh long, bắt đầu vận hành tâm pháp võ công của gia tộc. Chưa đầy 3 phút sau, Triệu Vũ Linh vui mừng ra mặt, bởi vì anh ta phát hiện chỗ kia đã im lìm suốt hơn 1 năm, bây giờ lại có phản ứng. Triệu Vũ Linh coi Dương Bách Xuyên là thần luôn. Quả nhiên là em rể tốt, sao Dương Bách Xuyên lại biết chỗ kia của mình bất lực nhỉ? Sau này cậu chính là ba mẹ của tôi. Là đàn ông mà không cứng được thì khác gì thái giám chứ? Chuyện này đã hành hạ Triệu Vũ Linh hơn 1 năm, anh ta đã âm thầm tìm đến rất nhiều bác sĩ để khám bệnh, đã uống không biết bao nhiêu là thuốc, vậy mà chẳng khá hơn tí nào. Không ngờ uống một viên thuốc mà Dương Bách Xuyên cho, mới qua vài phút đã có hiệu quả. Sao anh ta có thể không mừng rỡ cho được? Tuy nhiên, Triệu Vũ Linh vui vẻ chưa được vài phút, mặt lại biến sắc lần nữa. Anh ta cảm thấy cả người như sắp nổ tung, hai mắt bốc lửa. Chỗ kia như đang bốc cháy, máu toàn thân sôi sùng sục, cực kỳ kinh khủng. Điều kinh khủng hơn là Triệu Vũ Linh cảm thấy choáng váng, mắt không nhìn rõ. Giờ phút này anh ta chỉ có một suy nghĩ, đó là suy nghĩ nguyên thủy nhất của nhân loại. Á! Anh ta đau đớn dùng hai tay ôm lấy chỗ kia, gặp người hét to gọi nhân viên phục vụ ở bên ngoài. Phục vụ, phục vụ. Nhân viên phục vụ vẫn luôn trông chừng ngoài cửa nghe thấy khách gọi thì vội vàng đi vào. Tiên sinh, ngài có gì sai bảo? Cậu, gọi quản lý của các cậu đến đây, nhanh lên. Triệu Vũ Linh vừa nói vừa ném một xấp tiền cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ nhận tiền. Cười ha ha chạy ra ngoài tìm quản lý. Mà Triệu Vũ Linh tìm quản lý là để gọi mấy nhân viên giải quyết vấn đề. 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua, Triệu Vũ Linh cảm thấy nếu còn chậm trễ thì mình nhất định sẽ nổ tung. Anh ta hét lên từng hồi đầy đau khổ. May mà lúc này cửa phòng riêng mở ra, một người phụ nữ hơn 40 tuổi đi vào. Người này rất mập, ít nhất cũng phải 8-90 cân, mặt trang điểm đậm.
Người phụ nữ này chính là quản lý quán bar. Nhìn dáng vẻ Triệu Vũ Linh ôm bụng trên sofa, bà ta lập tức hiểu ra vấn đề. Bà ta đã lăn lộn ở hộp đêm nửa đời người, có chuyện gì mà chưa từng thấy chứ? Rõ ràng là vị khách này đã chơi đồ, và cần giải quyết. Bà ta cười khanh khách nói, xin hỏi tiên sinh cần phục vụ phải không? Ngài cần gái dạng gì, tôi lập tức sắp xếp cho ngài. Lúc này Triệu Vũ Linh nghe thấy giọng nói của phụ nữ, bỗng quay phát đầu nhìn sang, trong mắt vằn đầy tơ máu. Anh ta không nhìn rõ thứ gì, chỉ thấy một người phụ nữ đang đi tới, trông có vẻ như thân hình rất mập. Anh ta sắp nổ tung rồi, nào còn quan tâm tới vấn đề người phụ nữ trước mặt béo hay không béo, lập tức nhào đến như sói đói. Sau đó, trong phòng bao quỷ khóc sói gào, nữ quản lý của quán bar vui như mở cờ trong bụng, không ngờ mình đã hơn 40 tuổi mà vẫn được một em trai non tơ độ 20 ưng ý. Mà lúc này, đồn cảnh sát Cố Đô tuân theo chỉ thị của cấp trên, bắt đầu kiểm tra đột xuất các địa điểm giải trí ở Cố Đô. Một đội cảnh sát bước vào quán bar nơi Triệu Vũ Linh đang ở. 7 giờ tối, Dương Bách Xuyên chờ Triệu Nam xử lý xong công việc rồi tan làm cùng đi ăn cơm. Anh ngồi trong khu nghỉ ngơi, buồn chán chơi game. Không lâu sau, Triệu Nam đi tới nói, được rồi, đi thôi anh, chúng ta đi ăn cơm. Ừ, sau này em phải sửa thói cuồng công việc đi nhé, anh sắp chết đói rồi. Dương Bách Xuyên nói đùa. Triệu Nam mỉm cười đáp, được, khi nào em xử lý xong đống việc này, dùng năng lực của bản thân để hoàn thành giao hẹn giữa em và ông nội thì em sẽ về hưu. Sau đó, em sẽ đi khắp nơi thăm thú đó đây. Thật ra em không thích công việc kinh doanh khô khan, em thích làm giáo viên hơn, đến vùng núi xa xôi non nước hữu tình, tìm một ngôi trường tiểu học dạy học cho những đứa trẻ thiếu thốn tài nguyên học tập. Dương Bách Xuyên tỏ vẻ kính nể, cười ha ha nói, không ngờ đồng chí Nam Nam lại có giác ngộ cao như vậy. Em muốn làm gì, anh đều ủng hộ em, và lại bây giờ em đã làm được rồi mà, chẳng phải em giao hẹn với gia đình là kiếm được 1 tỷ ư. Hiện tại nam thần của em có 6 tỷ. Xem như là hoàn thành rồi đúng không? Đừng đừng đừng, anh hiểu em mà, em muốn kiếm được 1 tỷ dựa vào chính năng lực của mình. Bởi vì em không muốn làm bình hoa nên mới có lần đánh cược này, vì thế về sau anh đừng nhắc lại chuyện này nữa. À đúng rồi, anh nhận tấm thẻ này đi. Đây là thẻ của Ngân hàng Thụy Sĩ, trong đó có 6.080.000.000 bán đan chú nhan ngày hôm nay. Triệu Nam vừa nói vừa đưa thẻ ngân hàng cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhìn Triệu Nam, không nhận thẻ mà nói, cho dù em không cần sự hỗ trợ của anh, nhưng vẫn phải nhận tiền hoa hồng của công ty chứ. 10% là 600 triệu, đây là khoản tiền em nên nhận, không cần đưa hết cho anh đúng không? Được rồi, em đã nói là phải tự mình kiếm tiền mà, anh không tin em à. Lần này nếu như không có đan chú nhan của anh thì công ty không thể nổi tiếng được. Trừ đi đan chú nhan của anh thì tiền hoa hồng của công ty đấu giá lần này chỉ có hơn 200 triệu. Em tin rằng dựa vào danh tiếng của đan chú nhan lần này, sẽ càng có nhiều khách hàng lựa chọn chúng ta hơn. Em có lòng tin mình sẽ hoàn thành mục tiêu trong vòng nửa năm. Triệu Nam nói với vẻ mặt tự tin, thấy cô ấy nói vậy, Dương Bách Xuyên đành nhận thẻ ngân hàng, không dài dòng thêm nữa. Hai người ra khỏi văn phòng. Lúc vào thang máy Triệu Nam chợt nói, còn 10 ngày nữa là mừng thọ ông nội em. Đến lúc đó em hy vọng anh có thể về cùng em được chứ. Có gì mà không được, vừa hay anh cũng muốn đi Yên Kinh một chuyến. Dương Bách Xuyên mừng thầm, anh biết đối phương đã hoàn toàn tiếp nhận mình. Chuyến đi này chẳng phải là gặp phụ huynh sao? Triệu Nam nhoẻn miệng cười, thật ra cô ấy phát hiện mình đã thích Dương Bách Xuyên, trong lòng trào dâng nỗi kích động. Thật sự không phải vì Dương Bách Xuyên đã giúp cô, mà là cô không nhìn thấu người đàn ông này, từ tò mò chuyển thành thích. Sau khi ra khỏi công ty, Dương Bách Xuyên lái xe của mình. Hai người đang định đi ăn cơm thì điện thoại của Triệu Nam đột ngột đổ chuông. Dương Bách Xuyên không cố ý nghe, anh chỉ thấy sau khi Triệu Nam nhận cuộc gọi, sắc mặt cô ấy trở nên kỳ lạ, tiếp đó là vừa tức vừa giận, dở khóc dở cười. Triệu Nam cúp máy. Sau đó gượng cười nói với Dương Bách Xuyên, đến đồn cảnh sát trước đã, anh họ em bị bắt. Triệu Vũ Linh, bị bắt về đồn, Dương Bách Xuyên cũng vô cùng kinh ngạc. Đường đường là cậu chủ nhà họ Triệu thế gia võ cổ ở Yên Kinh, sao lại bị bắt về đồn cảnh sát? Anh hỏi ngay, phạm tội gì? Triệu Nam đỏ mặt ngượng ngùng, lúng túng nói, cảnh sát nói. Là vì mua dâm.
Mua dâm, Dương Bách Xuyên ngạc nhiên quá đỗi. Chẳng phải là chơi gái sao, Triệu Nam nói hơi hàm xúc một chút. Sau đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh nhớ tới đan tinh long mà mình tặng cho ba con Triệu Vũ Linh. Đột nhiên Dương Bách Xuyên rất muốn cười to, nhưng Triệu Nam ngồi bên cạnh nên anh đành nhịn lại. Anh đoán nhất định là Triệu Vũ Linh đã uống đan tinh long nên mới ấy ấy, ha ha ha. Không thể để cho Triệu Nam biết công hiệu của đan tinh long mà anh đưa cho ba con Triệu Vũ Linh được, chuyện này phải cẩn thận. Dương Bách Xuyên vừa lái xe vừa suy nghĩ miên man, càng nghĩ đến cảnh Triệu Vũ Linh uống đan tinh long thì anh càng buồn cười, ngồi trong xe nhịn cười đến là khó chịu. Thấy dáng vẻ của Dương Bách Xuyên hơi lạ, mặt mày đỏ bừng lên, Triệu Nam không kìm được hỏi anh bị làm sao thế? À, không sao, không sao. Anh đang nghĩ tại sao anh họ của em lại bị bắt. Dương Bách Xuyên vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Nghe anh nói vậy, Triệu Nam nhớ lại những lời cảnh sát nói trong điện thoại hồi nãy, cảm thấy cực kỳ mất mặt. Hơn 20 phút sau, xe đến đồn cảnh sát, hai người xuống xe đi nộp tiền bảo lãnh. Sau khi trình bày mục đích đến đây, một cảnh sát trung niên nói, hai người là gì của Triệu Vũ Linh. Mặt Triệu Nam đỏ bừng. Cô ấy đâu thể nói mình là em gái đúng không? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì mất mặt quá chừng. Hơn nữa trong điện thoại cảnh sát đã nói là liên lạc với bạn. Tất nhiên là Dương Bách Xuyên nhìn ra Triệu Nam xấu hổ, bèn bước lên trả lời, chúng tôi là bạn của Triệu Vũ Linh. Chú cảnh sát kiểm tra thân phận của Dương Bách Xuyên, sau đó bảo anh ký tên nộp tiền phạt, cuối cùng lộ vẻ mặt kỳ lạ nói, người bạn kia của cô cậu thật sự quá sung mãn. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên càng kỳ lạ hơn, anh đưa hóa đơn phạt cho Triệu Nam đi nộp tiền. Sau khi Triệu Nam đi, anh mới làm bộ hóng chuyện, chú cảnh sát ơi, rốt cuộc bạn tôi có chuyện gì thế ạ? Chơi gái cũng đâu phải chuyện gì to tát, và lại cậu ấy vẫn chưa kết hôn mà. Lúc này, chú cảnh sát cười khà khà nói nhỏ, cậu không biết đấy thôi, chậc chậc. Khi chúng tôi vào, cậu ta đang đè một bà già 40. Điều quan trọng nhất là người phụ nữ kia nặng gần 100 cân. Không biết người anh em của cậu nghĩ thế nào, khẩu vị nặng thật đấy. Đương nhiên đây vẫn chưa phải trọng điểm. Sau khi chúng tôi đến hiện trường, cậu ta hệt như cắn thuốc vậy, hoàn toàn không để ý đến chúng tôi, 40 phút sau mới dừng lại. Chúng tôi đi cản cũng không cản nổi. Ôi má ơi, thật là. Xong việc người phụ nữ kia được đưa đi viện luôn. Điều kỳ lạ là chúng tôi không kiểm tra được trong cơ thể cậu ta có thành phần của thuốc kích thích. Có phải người bạn kia của cậu là bệnh nhân có vấn đề về tinh thần không? Thích, phải, cậu ấy đúng là bệnh nhân. Dương Bách Xuyên vội vàng đáp lời. Bây giờ anh nghe cảnh sát kể lại cũng bất giác run rẩy cả người. Lúc này Triệu Nam đã nộp tiền phạt xong đang đi tới, Dương Bách Xuyên vội vàng ngậm miệng. Sau đó, chú cảnh sát dẫn hai người đi gặp Triệu Vũ Linh. Mua dâm không phải cắn thuốc, không phải chuyện lớn gì. Nộp tiền phạt là có thể đi. Dương Bách Xuyên và Triệu Nam theo cảnh sát trung niên đi tới một phòng theo dõi, trông thấy Triệu Vũ Linh ngồi xổm trong góc. Triệu Vũ Linh ra ngoài, bạn của cậu đến nộp tiền bảo lãnh rồi, cậu có thể đi. Chú cảnh sát hô. Triệu Vũ Linh chậm rãi ngẩng đầu lên. Bộ dạng của anh ta làm Dương Bách Xuyên giật nảy mình. Chỉ thấy lúc này Triệu Vũ Linh đầu tóc rối bù, mắt thâm quầng, con ngươi vằn đầy tơ máu. Ánh mắt Triệu Vũ Linh nhìn anh tràn đầy u oán. Khi thấy Triệu Nam phía sau, mặt anh ta đỏ bừng lên, chỉ hận không tìm được cái lỗ mà chui vào. Dương Bách Xuyên nhịn cười, nghĩ diện tích bóng ma tâm lý trong lòng Triệu Vũ Linh là bao nhiêu, anh nhìn ra đứa nhỏ này. Rất u sầu. Về phần Triệu Vũ Linh, anh ta mới tỉnh táo lại không lâu. Sau khi đầu óc khôi phục bình thường, anh ta cảm thấy cuộc đời thật u ám, cuộc sống không còn gì lưu luyến. Lúc cảnh sát yêu cầu Triệu Vũ Linh tìm người đến nộp tiền bảo lãnh, anh ta nghĩ đến cô em họ Triệu Nam ở Cố Đô. Thân là cậu chủ nhà họ Triệu thế gia võ cổ ở Yên Kinh, xử lý chuyện ở đồn cảnh sát đơn giản như ăn kẹo, nhưng mà anh ta sợ mất mặt. Nếu tìm người khác đến thì anh ta có thể nhanh chóng rời đi. Nhưng một khi tìm người tới, chuyện anh ta đè một mụ béo khó tránh khỏi sẽ truyền tới Yên Kinh. Đến lúc đó, anh ta sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong giới. Nếu mấy cậu ấm cô chiêu kia biết, anh ta không dám nghĩ sau này mình có thể lăn lộn trong giới nữa không? Vì thế, Triệu Vũ Linh không dám huy động quan hệ trong nhà mà trực tiếp liên lạc với Triệu Nam.
Sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, Triệu Vũ Linh đã hiểu ra đan tinh long mà Dương Bách Xuyên cho ba con bọn họ không có tác dụng tăng nội lực, mà là đan dược tăng cường sinh lý đàn ông. Tuy nhiên, không thể không thừa nhận nó đúng là thần dược. Nhưng anh ta vẫn trách Dương Bách Xuyên không nói rõ công hiệu của đan dược, làm cho anh ta mất mặt quá chừng. Dương Bách Xuyên khụ khụ hai tiếng, thúc giục Triệu Vũ Linh rời đi. Sau đó, anh và Triệu Nam đi trước, Triệu Vũ Linh cúi đầu theo sau. Trong lối đi dài rằng rặc, cảnh sát nào gặp bọn họ đều nhịn cười, vẻ mặt kỳ lạ. Điều này khiến Dương Bách Xuyên và Triệu Nam cực kỳ mất tự nhiên, cố ý giữ khoảng cách với Triệu Vũ Linh. Mất mặt chết đi được. Triệu Nam lập tức nói với Dương Bách Xuyên, hai người đi sau nhé, em xuống lầu trước đợi hai người. Thật sự là Triệu Nam quá mất mặt vì ông anh họ Triệu Vũ Linh này, cô ấy nói xong liền đi xuống lầu như đang chạy trốn. Dương Bách Xuyên cũng muốn chạy xuống lầu theo, nhưng Triệu Vũ Linh theo sát anh không rời nửa bước, đầu cúi gằm. Anh đành phải đi cùng Triệu Vũ Linh ra khỏi tòa nhà trước ánh mắt hứng hớt của rất nhiều người. Sau khi ra ngoài, Triệu Vũ Linh đột nhiên hỏi, tòa nhà cao nhất Cố Đô ở đâu? Dương Bách Xuyên nói, tòa nhà cao nhất chắc là cao ốc quốc tế, anh hội làm gì? Tôi muốn chết quách đi cho rồi. Triệu Vũ Linh dầu dĩ thốt ra một câu. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Dương Bách Xuyên đứng trước xe hỏi Triệu Vũ Linh đi đâu. Triệu Vũ Linh thấy Triệu Nam ngồi trong xe thì không còn mặt mũi lên xe, bèn lắc đầu nói, hai người đi đi, tôi bắt xe về khách sạn. Đương nhiên anh ta sẽ không đi nhảy lầu thật. Nhưng trước khi đi, Triệu Vũ Linh vẫn nhìn Dương Bách Xuyên đầy u oán, em rể à, sau này chúng ta là người một nhà. Sao cậu lại không nói cho tôi biết đan tinh long là loại thuốc kia? Dù cho lần trước tôi đắc tội cậu, nhưng cậu cũng không cần hẹp hòi thù dai như thế chứ. Đan tinh long có phải là cậu cố ý muốn chỉnh ba con tôi không? Dương Bách Xuyên nghe Triệu Vũ Linh nói vậy, nét mặt bất giác căng ra, nhưng có đánh chết anh cũng không thừa nhận chuyện này. Anh hùng hồn nói, Triệu Vũ Linh, trong lòng anh tôi là người như vậy sao? Tôi tốt bụng tặng đan dược cho hai người. Hai người đâu có hỏi tôi công hiệu của nó, bây giờ anh chơi gái bị bắt lại thành lỗi của tôi hả? Hích, em rể đừng giận, tôi chỉ nói vậy thôi. Có điều đan dược của cậu thật sự rất tốt, tôi đi trước đây, mới đi được vài bước anh ta lại vòng về nói khẽ cậu tuyệt đối đừng kể chuyện hôm nay của tôi cho ai nhé. Bye bye. Triệu Vũ Linh đỏ mặt nói xong, lập tức rời đi như chạy trốn. Dương Bách Xuyên không nhịn được bật cười ha ha. Bây giờ anh không thấy tên nhãi Triệu Vũ Linh này đáng ghét nữa. Và lại để cho anh ta theo bên cạnh Triệu Nam cũng xem như có một vệ sĩ giỏi võ cổ có thể bảo vệ cô ấy. Sau khi rời đi, Triệu Vũ Linh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, cứ có cảm giác mình đã quên chuyện gì đó. Á, lúc đang đi trên đường, anh ta hét to một tiếng, đột nhiên nhớ ra ba mình cũng có đan tinh long mà Dương Bách Xuyên tặng. Vừa rồi anh ta còn trách Dương Bách Xuyên không nói tác dụng của thuốc. Triệu Vũ Linh lấy điện thoại ra, định gọi điện dặn dò Triệu Viễn Thành tuyệt đối đừng uống hết cả một viên đan dược, muốn uống thì chia đôi hoặc chia nhỏ hơn mới được dùng. Anh ta đã đích thân trải nghiệm, quá là mất mặt, không muốn ba mình cũng rơi vào vết xe đổ. Điện thoại reo vài tiếng rồi kết nối, nhưng sau khi cuộc gọi được kết nối, tiếng thở hồng hộc của Triệu Viễn Thành vang lên. Tim Triệu Vũ Linh đập thình thịch. Anh ta vội vàng dặn dò ba mình tuyệt đối đừng tùy tiện dùng đan dược của Dương Bách Xuyên. Kết quả là đổi lấy tiếng chửi mắng của Triệu Viễn Thành, danh con không nói sớm, đan dược này hại chết ba mày rồi. Hai ba con không tiện thảo luận chuyện này, rất ăn ý cúp điện thoại. Triệu Vũ Linh chỉ có thể cầu nguyện cho ba đừng mất mặt như mình. Chấm chấm chấm. Hơn 9 giờ tối Dương Bách Xuyên và Triệu Nam dùng bữa xong, sau đó anh đưa Triệu Nam về nhà. Anh vẫn chưa biết chỗ ở của bạn gái. Khi tới nơi anh mới biết Triệu Nam sống trong khu biệt thự nằm trong khu vực phồn hoa nhất Cố Đô, Sơn Thủy Hữu Tình, cũng là khu vực mới phát triển giống nhà họ Liễu. Lúc xuống xe, Dương Bách Xuyên chờ mong bạn gái mời mình vào nhà ngồi một lát, nhưng tiếc là Triệu Nam chỉ cười khúc khích, hôn anh một cái trước khi xuống xe rồi đi về nhà. Điều này khiến Dương Bách Xuyên rất thất vọng, anh nhìn khu biệt thự. Thầm suy tính mình có nên mua một căn nhà ở đây hay không? Dù sao hoàn cảnh biệt thự cũng phù hợp cho anh tu luyện. Buổi sáng thức dậy anh phải tập luyện thuật ngũ hành dẫn thể, sống ở tầng cao trong khu chung cư không tiện. Dương Bách Xuyên lắc đầu, quay xe đi về nhà, dự định ngày mai sẽ đến trung tâm môi giới bất động sản khu mới hỏi thăm,
nếu có nhà thích hợp thì anh sẽ mua một căn rồi chuyển nhà luôn. Sống trong căn nhà hiện tại không có vấn đề gì hết, chẳng qua là không tiện tu luyện mà thôi. Lúc Dương Bách Xuyên về đến khu chung cư đã là 11 giờ đêm, cả khu chung cư đều yên tĩnh. Anh đỗ xe rồi đi qua vườn hoa của khu chung cư. Lúc này, đột nhiên anh nghe thấy có tiếng gió. Tất nhiên đây không phải gió thổi, mà là sức mạnh cực lớn tạo ra gió. Anh lập tức lộn một vòng, đáp xuống xa hơn 2 mét. Keng! Cùng lúc đó, chỗ anh đứng lúc nãy vang lên âm thanh lanh lảnh, hình như là thứ gì đó rơi xuống nền xi măng. Dương Bách Xuyên đứng dậy, quay đầu lại, cơ thể căng cứng. Một cặp nam nữ xuất hiện trong tầm mắt anh. Người nam khoảng 40-50 tuổi, nữ là người quen, chính là Vương Nghệ Lâm sát thủ Sương Hoa chạy trốn lần trước. Lần trước Vương Nghệ Lâm và Trần Bách Thiên chặn giết anh trên đường, Trần Bách Thiên bị anh chém chết, còn nữ sát thủ Vương Nghệ Lâm này thì nhảy xuống vách núi cao mấy trăm mét. Mặc dù bên dưới là sông lớn, nhưng Dương Bách Xuyên cảm thấy tỷ lệ sống sót rất nhỏ, không ngờ cô ta lại thoát nạn không chết. Vương Nghệ Lâm chỉ là võ cổ giả ám kình tầng 3, Dương Bách Xuyên không sợ. Nhưng người trung niên bên cạnh cô ta lại khiến Dương Bách Xuyên nhíu mày, bởi vì trong linh thức ông ta là võ cổ giả ám kình tầng 7. Điều quan trọng là người đi cùng nữ sát thủ Vương Nghệ Lâm chắc chắn cũng là sát thủ. Sát thủ võ cổ giả ám kình bậc này, Dương Bách Xuyên buộc phải cẩn thận đối phó, toàn thân căng chặt nhìn bọn họ. Lúc này, hai người kia không vội tấn công Dương Bách Xuyên, mà một trái một phải bao vây anh. Nữ sát thủ Vương Nghệ Lâm nói với người trung niên, phó đường chủ, tên này là Dương Bách Xuyên, Trần Bách Thiên bị tên này giết chết, tôi thì nhảy xuống vách núi mới nhặt về một mạng. Đồ vô dụng, tôi biết những chuyện này. Hai người đi giết một ám kình tầng 3 mà bị người ta giết ngược, thậm chí em trai đường chủ mất mạng. Vậy mà cô còn mặt mũi nói ra, người trung niên sầm mặt chửi mắng Vương Nghệ Lâm. Sau đó, ông ta nhìn Dương Bách Xuyên và nói, thằng nhóc kia, giao công thức điều chế đan tiểu bồi nguyên trong tay cậu ra đây. Hẳn là đan chú nhan mà công ty Triệu Thị bán đấu giá hôm nay cũng lấy từ chỗ cậu đúng không? Giao hết ra đây thì lão phu có thể cho cậu chết toàn thây. Giết em trai đường chủ của chúng tôi, chọc vào Sương Hoa chúng tôi, cậu là người đầu tiên đó. Ông ta nói rất phách lối, không coi Dương Bách Xuyên ra gì. Quả thật trong giới võ cổ giả ám kình tầng 7 có thực lực không tệ, vì vậy ông ta có tư cách đe dọa Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên híp mắt lại. Lòng biết sớm muộn gì đan chú nhan trong lần đấu giá này cũng bị kẻ có ý đồ ở giới võ cổ điều tra ra. Bởi vì mấy tháng trước giới võ cổ lan truyền tin tức anh có công thức điều chế đan tiểu bồi nguyên, cộng thêm đan ngụy chú nhan hợp tác với nhà họ Liễu. Sâu chuỗi đủ loại manh mối lại với nhau, không khó để võ cổ giả có thế lực lớn điều tra ra lai lịch của anh. Anh từng đoán người đầu tiên tìm tới là nhà họ Diệp hoặc nhà họ Mã ở Tây Bắc, nhưng không ngờ lại là người của tổ chức sát thủ Sương Hoa vùng Tây Bắc. Đối mặt với sự uy hiếp của người trung niên, Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ mũi, muốn à? Thế thì phải xem ông có bản lĩnh hay không? Anh chưa từng giao đấu với võ cổ giả tầng 7 trở lên, nhưng trong linh thức có thể cảm nhận được khí huyết của bọn họ rất mạnh. Mặc dù trong lòng hơi căng thẳng, song anh vẫn muốn thử xem rốt cuộc một người tu chân có tu vi luyện khí kỳ tầng 3 như anh chênh lệch với võ cổ giả nhường nào. Nói cách khác, người tu chân trời sinh đã mạnh hơn võ cổ giả. Rốt cuộc mạnh đến mức nào, anh có thể khiêu chiến võ cổ giả ám kình tầng 7 hay không? Hừ, chỉ một ám kình tầng 3 nhỏ bé mà dám ăn nói ngông cuồng trước mặt lão phu, xem ra cậu không biết chữ chết viết như thế nào. Hôm nay lão phu sẽ rút gân lột ra cậu để báo thù cho em trai của đường chủ. Mạc Đông Thiên lộ vẻ hung ác, lần này ông ta ra ngoài theo lệnh của đường chủ Trần Bách Vạn, báo thù cho Trần Bách Thiên. Và lại bài tuyên truyền về đan chú nhan xuất hiện trong buổi đấu giá Triệu Thị lần này cũng thu hút sự chú ý của tổ chức sát thủ Sương Hoa vùng Tây Bắc. Sau khi điều tra, mọi manh mối về xuất xứ của đan chú nhan đều chỉ vào Dương Bách Xuyên, vì vậy Mạc Đông Thiên coi Dương Bách Xuyên là miếng thịt béo bở, hôm nay nhất định phải bắt lại. Hiện giờ ở sảnh đường của Sương Hoa vùng Tây Bắc, đầu của Dương Bách Xuyên rất đắt giá. Mạc Đông Thiên nói xong liền bước tới, vươn tay chộp về phía hai mắt Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên mở linh thức, đề phòng đòn tấn công của lão già này. Thấy ông ta chộp mắt mình, anh hừ lạnh trong lòng, thầm nghĩ lão già này ác thật đấy. Anh lập tức chuyển chân khí vào nắm đấm,
dốc toàn lực đỡ một đòn của đối phương. Dương Bách Xuyên cảm thấy đối đầu trực diện với ám kình tầng 7 tuy nguy hiểm nhưng có thể thăm dò được mức độ chênh lệch giữa tu vi của anh và võ cổ giả ám kình, cũng coi như đáng giá. Và lại anh tin rằng người tu chân như mình chắc chắn không thua kém võ cổ giả bao nhiêu. Hơn nữa thứ trong cơ thể là chân khí, còn của võ cổ giả là nội lực. Hai nguồn lực này hoàn toàn khác nhau. Bộp, một đấm một chộp đụng độ. Rắc, ngay sau đó, tiếng gãy xương vang lên. Trước giờ Dương Bách Xuyên đánh nhau với võ cổ giả toàn là anh đánh gãy xương người ta. Vậy mà hôm nay anh lại bị gãy xương. Sau khi một đấm của anh và một chộp của đối phương va chạm, mặt Dương Bách Xuyên lập tức biến sắc. Anh biết tu vi của mình kém xa võ cổ giả ám kình tầng 7. Lần này anh chịu thiệt rồi, đã gãy cổ tay. Nội lực khổng lồ truyền đến từ trong tay của ông ta, cuồn cuộn không ngừng vọt vào trong thân thể anh giống như một cơn lũ. Thân thể của Dương Bách Xuyên không khống chế được bay ngược ra ngoài hơn 5 mét, phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù chân khí tu chân của anh thuần túy hơn nội lực của võ cổ giả, nhưng vẫn không thể chống đỡ được nội lực mạnh mẽ của võ cổ giả ám kình tầng 7, cuối cùng bị thiệt nặng. Sau đó nhìn thấy ông ta bay đến, lúc này Dương Bách Xuyên bị thương, sắc mặt biến đổi, chuẩn bị kêu gọi sư phụ Vân Thiên Tà. Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên, là phó đường chủ của Sương Hoa Tây Bắc, vậy mà lại nhằm vào một hậu bối, thật sự không biết xấu hổ, hừ. Nghe thấy âm thanh này, Dương Bách Xuyên cảm thấy có chút quen tai. Sắc mặt của Mạc Đông Thiên biến đổi, dừng tấn công Dương Bách Xuyên, nhìn về một phương hướng khác. Lúc này một bóng hình xinh đẹp chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, nhờ ánh đèn đường mỏng manh phía xa, Dương Bách Xuyên thấy được một người phụ nữ mặc bộ váy dài màu đen, trên đầu trùm một chiếc khăn che màu đen. Người phụ nữ này chính là người dùng 800 triệu lấy được viên đan chú nhan thứ hai ở hội đấu giá. Một võ cổ giả có nội lực ám kình tầng 8. Nhìn qua có vẻ người phụ nữ này muốn cứu anh, Dương Bách Xuyên còn đang nghĩ có nên triệu hoán sư phụ ra dọa người hay không. Còn Mạc Đông Thiên trong miệng người phụ nữ mặc đồ đen, Dương Bách Xuyên không nghĩ đến lại là phó đường chủ của khu sát thủ Sương Hoa Tây Bắc. Mạc Đông Thiên nhìn người phụ nữ đi đến, trong mắt xuất hiện sự kiêng kỵ, trầm giọng nói, 3 năm nay giới võ cổ giả có lời đồn. Trưởng nữ của nhà Độc Cô Ba Thục luyện kiếm hủy dung mạo, từ đó về sau mặc một bộ đồ màu đen che kín từ đầu đến chân, nội lực ám kình tầng 8, có lẽ cô chính là Độc Cô vô tình đúng không? Quả nhiên là người của tổ chức sát thủ Sương Hoa, tin tức của đường chủ Mạc rất nhanh nhạy, đúng vậy, chính là tôi. Tôi có chuyện quan trọng cần tìm người anh em họ Dương này, không biết đường chủ Mạc có cho tôi chút mặt mũi hay không? Giọng nói của Độc Cô vô tình bình tĩnh nhàn nhạt, nhưng lại tràn ngập khí phách. Mặc dù Mạc Đông Thiên là ám kình tầng 7, nhìn qua chỉ kém ám kình tầng 8 một tầng, nhưng con đường tập võ, kém một tầng không khác gì kém một cây cầu. Nói thật ông ta cũng không thể chọc vào nhà Độc Cô Ba Thục, ngay cả khu Sương Hoa Tây Bắc, nếu muốn đối đầu với nhà họ Độc Cô, cũng phải ước lượng bàn bạc. Bởi vì khắp giới võ cổ giả đều biết, kiếm đạo của nhà Độc Cô Ba Thục nổi tiếng thiên hạ, hơn nữa 3 đời của nhà Độc Cô, thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Tiêu biểu là Độc Cô vô tình trước mắt, năm đó chưa đầy 30 tuổi, tu vi đã lên đến ám kình tầng 8. Càng khủng bố hơn cô còn có một người em trai Độc Cô Hối, cũng là một quái thai. 2 năm trước, Độc Cô Hối mới 178 tuổi đã là ám kình tầng 6, đến bây giờ đã 2 năm trôi qua, có lẽ võ công của Độc Cô Hối đã đuổi kịp chị gái Độc Cô vô tình của cậu ta. Tóm lại ở giới võ cổ giả, nhà Độc Cô là một dòng dõi đặc thù. Cũng là dòng tộc có chiêu thức võ công mạnh mẽ nhất, nghe nói thực lực của nhà Độc Cô sánh ngang với tông môn cổ xưa. Lần này Mạc Đông Thiên nhận mệnh lệnh chết của đường chủ Trần Bách Vạn, trước khi đi ông ta cũng đã lập lời thề trước mặt Trần Bách Vạn, sẽ dẫn theo đầu của Dương Bách Xuyên về phục mệnh, báo thù cho em trai đường chủ. Nếu bị Độc Cô vô tình chặn ngang tay, trở về tay không, Mạc Đông Thiên sẽ sống như thế nào trong tổ chức? Mạc Đông Thiên cân nhắc ước lượng chênh lệch giữa mình và Độc Cô vô tình, mặc dù Độc Cô vô tình là ám kình tầng 8, cao hơn ông ta một bậc. Nhưng Mạc Đông Thiên chính là sát thủ ám kình tầng 7, cả người toàn là tuyệt kỹ giết người, thực sự liều mạng cũng không phải không có sức lực đánh trả. Nghĩ đến đây Mạc Đông Thiên nhìn Độc Cô vô tình nói, chỉ sợ không được, Dương Bách Xuyên giết em trai của đường chủ chúng ta, là kẻ địch của Sương Hoa chúng ta. Hôm nay cho dù ra sao, lão già này cũng phải bắt được cậu ta.
nghĩa là không có thương lượng, Độc Cô Vô Tình bình tĩnh nói. Mạc Đông Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, nói con gái nhà Độc Cô, đừng ngớ ngẩn, tôi biết các người không có ba mẹ. Bây giờ cô là gia chủ, nếu cô không may xảy ra chuyện gì, vậy không khác gì làm cho nhà Độc Cô các người cây đổ bầy khỉ tan. Dương Bách Xuyên thấy rõ, vừa rồi khi Mạc Đông Thiên nhắc đến ba mẹ của Độc Cô Vô Tình, thân thể của Độc Cô Vô Tình run lên. Ngay sau đó chỉ thấy Độc Cô Vô Tình duỗi tay sờ vào bên hông. Keng! Một ánh sáng bạc xẹt qua bầu trời đêm. A! À. Cánh tay của Mạc Đông Thiên rơi trên mặt đất, máu tươi chảy ròng ròng, Mạc Đông Thiên ôm cánh tay cụt kêu gào thảm thiết. Nếu Dương Bách Xuyên không có linh thạch, có lẽ anh cũng không thấy rõ vừa rồi có chuyện gì xảy ra. Nói thầm trong lòng, nhanh, quá nhanh. Chỉ trong nháy mắt, qua linh thức, anh nhìn thấy Độc Cô Vô Tình rút ra một thanh kiếm mềm ở bên hông, lấy tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, một kiếm chặt đứt cánh tay của Mạc Đông Thiên. Sau đó cô lại đút lại vào bao, cả quá trình chỉ trong một hơi thở. Dương Bách Xuyên hãi hùng khiếp vía, mặc dù anh có thể nhìn thấy rõ một kiếm này của Độc Cô Vô Tình trong phạm vi của linh thức, nhưng không thể tránh được nó. Đối mặt với tiếng kêu gào thảm thiết của Mạc Đông Thiên, Độc Cô Vô Tình lạnh lùng nói, cho ông thời gian 3 giây, biến mất trước mặt tôi, nếu quá thời gian, tôi sẽ không khách khí. M Thanh bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy sát khí. Vương Nghệ Lâm nhặt cánh tay của Mạc Đông Thiên lên, đỡ ông ta rời đi, không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Sắc mặt của Mạc Đông Thiên trắng bệch, cũng không dám vô nghĩa nửa câu, ngoan ngoãn rời đi. Ông ta không đi không được, kiếm đạo của Độc Cô Vô Tình vượt qua tưởng tượng của ông ra. Chân khí trong cơ thể của Dương Bách Xuyên vô cùng loạn, nhưng sau khi phun ra một ngụm máu đã thông thuận hơn rất nhiều. Anh vẫn ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn Độc Cô Vô Tình. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong buổi tối hôm nay đã đánh vỡ sự hiểu biết của anh về giới võ cổ giả. Cho đến nay anh vẫn luôn có cảm giác về sự ưu việt, cho rằng ở trước mặt người tu chân, võ cổ giả kém xa, chân khí và nội lực không thể sánh bằng. Nhưng bây giờ anh đã không còn suy nghĩ như vậy. Đúng vậy, chân khí thuần tịnh mạnh mẽ hơn nội lực, nhưng dưới tình huống lực lượng của hai bên kém quá xa, chân khí và nội lực đã không thể so sánh. Về điểm này, tối hôm nay Mạc Đông Thiên đã dạy cho anh một bài học. Hơn nữa, sau khi Độc Cô Vô Tình xuất kiếm, cảm giác về sự ưu việt của anh đã biến mất không còn sót lại một chút gì. Một kiếm nhanh như tia chớp Độc Cô Vô Tình vừa sử dụng đã gây ra sự chấn động quá lớn trong lòng anh. Cảm giác được rõ ràng Độc Cô Vô Tình không hề sử dụng nội lực, hoàn toàn chỉ dùng kiếm pháp đơn thuần, nhanh chuẩn tàn nhẫn dùng một kiếm chặt đứt cánh tay của Mạc Đông Thiên. Làm cho phó đường chủ Mạc Đông Thiên phải lo sợ vội vàng rời đi, ngay cả thả rắm cũng không dám. Ngoài thể hiện sự cao siêu trong kiếm đạo của Độc Cô Vô Tình, đồng thời cũng thuyết minh, thế giới võ cổ giả, người mạnh là tất cả. Một câu nói của Độc Cô Vô Tình cũng đủ làm cho Mạc Đông Thiên biết khó mà lui. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, trong lòng thả ra được một hơi, cũng hoàn toàn thay đổi tâm thái khinh thường võ cổ giả sâu trong lòng của anh. Từ giây phút này, anh đã thay đổi cái nhìn về võ cổ giả. Võ cổ giả vô cùng mạnh, cao thủ chân chính giống như Độc Cô Vô Tình, rất có thể không hề thua kém người tu chân. Đây chính là suy nghĩ trong lòng Dương Bách Xuyên. Sau khi chiến đấu với Mạc Đông Thiên, Dương Bách Xuyên đã biết được anh chỉ có thể liều mạng được với võ cổ giả ám kình tầng 6, hơn nữa phần thắng chia đôi, nhiều lắm cũng chỉ đè ép được võ cổ giả tầng 4 tầng 5. Từ nay về sau, Dương Bách Xuyên biết, anh không dám coi khinh võ cổ giả trong thiên hạ. Hôm nay nếu Độc Cô Vô Tình không xuất hiện, mặc dù anh có thể triệu hoán sư phụ ra nghĩ cách đánh lui địch. Nhưng cũng biết sư phụ là hổ giấy, dọa người còn được, nếu thực sự liều mạng, có lẽ sẽ có thiệt thòi lớn. Đều do không có thực lực. Dương Bách Xuyên kêu gào trong lòng, anh âm thầm thề, phải nhanh chóng tăng mạnh thực lực. Mặc dù đêm nay có Độc Cô Vô Tình đuổi Mạc Đông Thiên và Vương Nghệ Lâm đi. Nhưng có lẽ chờ sau khi Độc Cô Vô Tình đi rồi, bọn họ lại trở về. Hoặc, tiếp theo tổ chức sát thủ Xương Hoa sẽ phái ra võ cổ giả mạnh hơn thì sao? Dương Bách Xuyên không thể không nghĩ đến những điều đó. Đúng lúc này, trong tai truyền đến âm thanh của Độc Cô Vô Tình, cậu có sao không? Lấy lại tinh thần, Dương Bách Xuyên vội vàng đứng dậy nói, tôi không sao, cảm ơn cô đã cứu giúp. Nói xong, ôm quyền hành lễ theo cổ võ với cô.
Không cần cảm ơn tôi tìm cậu là có chuyện muốn nhờ cậu. Bây giờ tôi cứu giúp cậu, cũng coi như có thể danh ngôn chính thuận mở miệng. Giữa hai chúng ta không tồn tại ai thiếu ai, ích lợi ngang nhau. Lời nói lúc này của Độc Cô Vô Tình có một chút dao động. Dương Bách Xuyên đã nghĩ được điều này, không có chuyện Độc Cô Vô Tình sẽ tìm anh mà không có lý do. Có thể ra tay cứu anh chắc chắn có việc muốn nhờ, trong lòng nghĩ, lúc này mời bình thường. Sau đó hỏi, không biết cô tìm tôi có chuyện gì? Nếu tôi đoán không sai, đan chú nhan hôm nay xuất phát từ tay cậu đúng không? Hoặc nói cách khác, là sư môn phía sau cậu đúng không? Độc Cô Vô Tình hỏi. Dương Bách Xuyên biết ở trong mắt các thế lực võ cổ giả, chuyện này không có gì là bí ẩn cả, gật đầu thừa nhận, nói, đúng vậy, tôi cung cấp đan chú nhan cho hội đấu giá. Anh nói hơi mơ hồ, không nói rõ ràng có phải là sư môn phía sau hay không, vẫn nên để lại một suy nghĩ sau lưng mình có một thế lực to lớn trong mắt các võ cổ giả cho an toàn. Độc Cô Vô Tình mở miệng lần thứ hai, vẫn chưa trả lời vấn đề của Dương Bách Xuyên. Ngược lại nhìn Dương Bách Xuyên nói, nhà cậu ở trong tiểu khu này đúng không? Dương Bách Xuyên sửng sốt, nói, đúng vậy. Vậy cậu có nên mời ân nhân cứu mạng này về nhà cậu ngồi không? Độc Cô Vô Tình lại nói. À được, chỉ cần cô không sợ, đi theo tôi. Dương Bách Xuyên nói xong, nhếch miệng cười, nhấc chân bước về phía trước dẫn đường. Độc Cô Vô Tình đi phía sau, bước chân nhẹ nhàng, đi theo phía sau anh. Đêm hôm khuya khoát mang một người phụ nữ về nhà, điều này làm cho Dương Bách Xuyên cảm thấy kỳ kỳ trong lòng. Chấm 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 chấm. Sau khi về đến nhà, Dương Bách Xuyên tiếp đón Độc Cô Vô Tình, mời cô ngồi xuồng, sau khi rót cho cô một cốc trà, nhìn cô và hỏi, Độc Cô tiểu thư, bây giờ cô có thể nói cô yêu cầu tôi làm gì không? Cô yên tâm, đêm nay cô cứu giúp tôi sẽ báo đáp phần ân tình này, chỉ cần tôi có thể làm được, chắc chắn không từ chối. Lúc này Độc Cô Vô Tình không nói gì, chỉ nâng tay lên chậm rãi lột khăn che mặt ra. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy được chân dung của cô, nhưng cũng không nhịn được suýt chút nữa vứt bỏ cốc trà trong tay, nói thầm ở trong lòng, trời ạ. Anh từng tưởng tượng khuôn mặt dưới lớp khăn che mặt của Độc Cô Vô Tình, có lẽ lớn lên xấu mới che mặt, có lẽ lớn lên xinh đẹp tuyệt trần không muốn bại lộ dung nhan trước mặt người phàm tục. Nhưng không nghĩ đến sau khi cô bóc lớp khăn che mặt ra, cả hai suy đoán trong lòng đều không phải. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Độc Cô Vô Tình, Dương Bách Xuyên thực sự bị dọa sợ, bởi vì cả khuôn mặt của cô là một khuôn mặt âm dương. Má trái là màu xanh lá, má phải là màu trắng, một màu trắng không bình thường, trắng giống như phấn trắng. Nhan sắc trái phải nửa này nửa nọ, vừa nhìn thấy thật sự bị dọa người. Nhưng nhìn từ ngũ quan, nếu không phải cô có khuôn mặt âm dương, chỉ với ngũ quan của Độc Cô Vô Tình, tuyệt đối là người đẹp bậc nhất, còn là loại sắc đẹp cổ điển đặc trưng của Hoa Hạ, đáng tiếc bị khuôn mặt em mờ dương hủy hoại hoàn toàn. Trách không được cô phải che lại bản thân, vào ban đêm khuôn mặt âm dương này tuyệt đối có thể dọa chết người. Lúc này Độc Cô Vô Tình mở miệng nói, dọa sợ cậu. Dương Bách Xuyên sửng sốt, liên tục xua tay, nói, không có không có. Thật ra anh nói dối. Vừa rồi thật sự bị dọa sợ. Trên mặt của Độc Cô Vô Tình vẫn không có biểu tình gì, vẫn bình tĩnh như cũ, nói, bên ngoài đồn đãi tôi luyện kiếm nên bị hủy dung, không khác lời đồn mấy, nhưng cũng không được đầy đủ. 4 năm trước tôi tiến được một bước trong kiếm đạo, trốn vào núi sâu luyện kiếm trong lúc vô ý xâm nhập vào nơi đặc thù. Kết quả lúc đó kiếm đạo thực sự lấy được thành tựu nhỏ, nhưng hút phải khí độc ở nơi đó, sau khi ra ngoài biến thành như vậy. Suốt 3 năm, tôi đã đi gặp rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, nhưng vẫn không có chút cải thiện nào. 3 ngày trước nghe được tin tức Cố Đô có đan chú nhan, đi đến Cố Đô thử vận khí. Hôm nay mua được một viên đan chú nhan, trở về dùng luôn. Hiệu quả vô cùng rõ ràng, tình hình trên mặt tôi đã được cải thiện, thậm chí gần như khôi phục bình thường, nhưng chưa đầy nửa giờ, độc tố lại tái phát, lại biến trở về bộ dáng cũ. Đan chú nhan cũng chỉ có thể duy trì nửa giờ, nhưng lại cho tôi thấy được hy vọng. Tôi tra được có lẽ đan chú nhan xuất phát từ tay cậu hoặc từ thế lực sau lưng cậu, vì vậy tôi đến tìm cậu, nghĩ biện pháp. Hy vọng cậu có thể giúp tôi, chỉ cần có thể chữa khỏi mặt của tôi nguyện ý làm 3 chuyện trong khả năng cho cậu, cho dù giết người cũng được. Dương Bách Xuyên nghe thấy Độc Cô Vô Tình giải thích,
biết trong lòng cô đã nghĩ anh thành đệ tử của một thế lực mạnh mẽ nào đó. Nhưng đối với anh chuyện này là chuyện tốt, có thể làm đám người đạo trích tìm anh tạo rắc rối có thể kiêng kỵ thế lực sau lưng anh. Đối với khuôn mặt âm dương của Độc Cô Vô Tình, Dương Bách Xuyên cũng khiếp sợ, anh không nghĩ đến đan chú Nhan Chính Tông có thể khôi phục được bệnh tật trên làn da. Trừ khi Độc Cô Vô Tình trúng độc không chỉ trên mặt, thậm chí trên mặt chỉ là hiện tượng bên ngoài, nguồn gốc ở trong cơ thể. Cũng biết được 3 năm nay cô đã đi gặp rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, nhưng không ai có thể làm khuôn mặt của cô giảm bớt. Nhưng hôm nay đan chú Nhan lại có thể làm cho khuôn mặt âm dương của cô có sự cải thiện, lần đầu tiên trong suốt 3 năm nay, mặc dù chỉ có nửa giờ ngắn ngủi. Nhưng đối với Độc Cô Vô Tình, đây chính là hy vọng lớn lao, có thể tìm đến anh, cũng coi như là một lựa chọn không tồi. Hoặc nói cách khác, cô đã không có lựa chọn khác, ký thác hy vọng vào thế lực sau lưng anh. Người có thể lấy ra đan chú Nhan, có lẽ có biện pháp chữa trị khuôn mặt âm dương của cô. Khi Độc Cô Vô Tình nói xong lời cuối cùng, nói chỉ cần có thể chữa khỏi khuôn mặt âm dương của cô sẽ đồng ý thực hiện 3 yêu cầu của Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên dao động. Tối hôm nay Độc Cô Vô Tình đã cho anh một sự kinh ngạc quá lớn, đặc biệt là ký ức về uy lực của một kiếm kia còn rất mới mẻ. Nếu bên người tạm thời có một cao thủ như vậy đi theo, sẽ không sợ tổ chức sát thủ xương hoa đến gây rắc rối. Anh có thể nghĩ cách tăng lên thực lực, nhưng cũng không nhanh như vậy, quan trọng hơn còn mấy ngày nữa em gái anh Dương San San sẽ đến Cố Đô đi học, Dương Bách Xuyên rất lo lắng cho em gái. Tổ chức sát thủ không giống dòng tộc võ cổ giả, sát thủ chỉ nhận tiền, chẳng may bọn họ vì tiền từ bỏ nguyên tắc bình thường, ra tay tổn thương em gái anh, lúc đó Dương Bách Xuyên muốn khóc cũng không có chỗ khóc, anh không dám mạo hiểm. Nhưng nếu bên cạnh có một cao thủ ám kình tầng 8 như Độc Cô Vô Tình bảo vệ em gái, vậy anh sẽ rất yên tâm. Còn đám trộm chiến đấu sống chết lúc trước, đôi người yêu Đường Long và Cổ Tư Lạc, thực lực kém hơn sát thủ võ cổ giả Mạc Đông Thiên xuất hiện đêm nay rất nhiều. Dương Bách Xuyên không quá yên tâm. Hơn nữa bên cạnh có càng nhiều võ cổ giả càng tốt, đến tìm anh không sao cả, nhưng điều quan trọng nhất là vẫn còn Lưu Thích Kỳ đang quản lý công ty Vân Kỳ. Bây giờ còn thêm 1 triệu nam và em gái, đều cần phải được bảo vệ, một mình anh không thể phân thân ra bảo vệ tất cả cùng một lúc. Nếu có thể chữa được mặt của Độc Cô Vô Tình, làm cô đồng ý thực hiện 3 yêu cầu của anh, điều đầu tiên Dương Bách Xuyên sẽ yêu cầu cô làm một vệ sĩ miễn phí. Thông đồng một cao thủ làm vệ sĩ, là một chuyện rất không tệ. Nghĩ đến đây Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, nói, Độc Cô tiểu thư, không dám giấu giếm. Cô không thể gặp được sư môn của tôi, nếu bọn họ không chủ động liên lạc thì ngay cả tôi cũng không thể gặp được. Nhưng tôi từng học qua y thuật, nếu cô không ngại tôi có thể khám thay cho cô. Độc Cô Vô Tình nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy, trong lòng rất mất mát, đúng vậy, cô đến tìm Dương Bách Xuyên vì cho rằng thế lực sau lưng Dương Bách Xuyên có thể chữa khỏi mặt âm dương của cô. Nhưng cô không nghĩ đến Dương Bách Xuyên sẽ nói ngay cả anh ta cũng không liên lạc được. Nhưng câu cuối cùng Dương Bách Xuyên nói anh hiểu y thuật, cuối cùng cũng cho cô được một chút an ủi. Dù sao đã đến, để Dương Bách Xuyên khám thử cũng không có hại, gật đầu nói, làm phiền. Một thân y thuật tu chân của Dương Bách Xuyên, đặt ở trên địa cầu thật sự rất cao siêu. Nếu ngay cả anh cũng không chữa được, có lẽ không ai có thể chữa khỏi mặt âm dương của Độc Cô Vô Tình. Vươn một bàn tay đặt lên trên cổ tay của Độc Cô Vô Tình. Nhắm mắt âm thầm dùng chân khí bắt đầu kiểm tra thân thể của Độc Cô Vô Tình. Sau đó, Dương Bách Xuyên tra được một loại khí thể ở trong cơ thể của Độc Cô Vô Tình, tương tự như màu xanh trắng trên mặt cô. Chính khí thể xanh trắng này tản ra khắp các kỳ kinh bát mạch trong cơ thể của cô, dẫn đến khuôn mặt của cô biến thành màu âm dương. Dương Bách Xuyên trộm dùng linh thức nhìn qua, ngay cả trên cơ thể cô cũng có loại nhan sắc này. Chúng độc rất nặng. Sau khi tìm được nguyên nhân, Dương Bách Xuyên cười nói trong lòng, còn không phải là một loại khí độc thôi sao, có thể mạnh hơn chân khí của anh được hả? Nghĩ như vậy, anh điều động chân khí luyện hóa khí độc xanh trắng trong cơ thể của Độc Cô Vô Tình. Nhưng khi chân khí của Dương Bách Xuyên đụng chạm phải khí độc trong cơ thể của Độc Cô Vô Tình, lại xảy ra chuyện làm Dương Bách Xuyên mở rộng tầm mắt. Chân khí anh lấy làm tự hào, sau khi va chạm với loại độc khí trong cơ thể của Độc Cô Vô Tình, chân khí không loại bỏ khí độc. Ngược lại khí độc lại đồng hóa chân khí của anh. Lần này thực sự bị khiếp sợ, vội vàng rút chân khí về, mở hai mắt, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Lúc này Độc Cô vô tình có chút khẩn trương, hỏi, sao vậy? Có cách chữa trị không? Lúc này Dương Bách Xuyên thật sự không dám khẳng định chắc chắn, nhưng anh lại có chủ ý khác, đi dò hỏi sư phụ Dân Thiên Tà, chắc chắn sư phụ sẽ có câu trả lời. Chờ chút, tôi điều tiết lại đã, sau đó sẽ giải thích cho cô sau. Sau khi trả lời Độc Cô vô tình, Dương Bách Xuyên lại nhắm mắt lại, kêu gọi ở trong lòng, sư phụ, khí độc vừa rồi trong cơ thể của Độc Cô vô tình là thứ gì vậy? Có cách nào hóa giải không? Con mẹ nó quá hung mãnh, không ngờ ngay cả chân khí của con cũng có thể đồng hóa được. Trong lòng Dương Bách Xuyên vừa nói xong, giọng của sư phụ Vân Thiên Tà đã vang lên, khí độc trong người cô gái này không tầm thường. Nếu sư phụ không nhìn lầm, hẳn là khí độc biến dị nào đó, thường sinh ra trong môi trường linh khí dày đặc, cộng thêm dung hợp với vật kịch động trong thời gian dài. Là kịch độc nhưng cũng là vật đại bổ, chắc hẳn cô gái này có thể chất đặc thù, không bị độc chết, chỉ biến ra thịt thành hai màu màu đen trắng. Có điều, khí độc lưu lại trong cơ thể ngược lại trở thành rắc rối cho đối phương, thế nhưng đối với thằng nhóc con lại xem như nhặt được bảo vật. Quả nhiên sư phụ không nhận sai đồ đệ, con đúng là may mắn ngút trời, vận cứt chó tốt thật, tùy tiện gặp gỡ một cô gái cũng có thể là cơ duyên. Ặc, sư phụ, hình như khi đó nhận con làm đồ đệ là lựa chọn duy nhất mà nhỉ. Nếu không phải ban đầu con cứu con chó đó, phát hiện được bình càn khôn liền không chạm vào người. Không chạm vào người thì thầy trò ta không có duyên phận này. Chuyện này chẳng có liên quan gì đến việc người nhìn lầm hay không lầm con cả. Nghe thấy sư phụ lại mặt dày khoe khoang, Dương Bách Xuyên không nhịn được muốn đả kích ông. Thằng nhóc thúi, con không cạnh khóe ta thì chết à? Vân Thiên Tà tức giận. Ha ha, sư phụ đừng nóng giận, con chỉ ăn ngay nói thật thôi. Lại nói tiếp, trong cơ thể Độc Cô vô tình chứa khí độc, sao người lại nói con nhặt được bảo vật? Dương Bách Xuyên cười hỏi. Vân Thiên Tà lạnh lùng hừ một tiếng, lần sau còn móc nghĩa ta nữa thì đừng có hỏi ta. Dạ dạ dạ, sẽ không có lần sau, con sai rồi, người cứ tiếp tục đi. Dương Bách Xuyên lập tức nhận sai. Thật ra anh biết sư phụ sẽ không tức giận, ngược lại ông rất hưởng thụ bầu không khí này. Bởi vì anh nhớ lúc trước ông từng nói, ở tu chân giới có một tiểu sư tỷ cũng nói chuyện với ông như vậy, khiến ông rất hoài niệm. Thằng nhóc thúi kia, nghe cho kỹ đây, khí độc biến dị trong cơ thể cô gái này đối với cổ võ giả mà nói là kịch độc, thế nhưng đối với tu chân giả lại là vật đại bổ. Bởi vì công pháp tu chân có thể luyện hóa linh khí thế gian, đặc biệt là càn khôn tạo hóa quyết con đang luyện, còn là công pháp xuất hiện trong bình càn khôn. Mặc dù sư phụ chưa từng luyện qua nhưng lại biết rõ càn khôn tạo hóa quyết mạnh hơn tất cả những công pháp ta từng nhìn thấy mấy vạn năm qua, luyện hóa khí độc biến dị không thành vấn đề. Vừa rồi ta nói khí độc trong người cô gái này sinh ra biến dị do ở trong môi trường vừa dày đặc linh khí vừa có vật kịch độc, vì vậy đồng thời nó cũng chứa một lượng linh khí khổng lồ. Sau khi con hấp thụ, dựa vào càn khôn tạo hóa quyết luyện hóa có thể chuyển hóa thành chân khí của mình, từ đó tăng cao tu vi, ít thì tăng lên 2 tầng, nhiều thì 3 tầng cũng là có khả năng. Đợi sư phụ Vân Thiên Tà nói xong, nước miếng Dương Bách Xuyên suýt đã rơi xuống, vội vàng truy hỏi, sư phụ. Mấu chốt là con vừa dùng chân khí luyện hóa, khí độc trong người cô ấy đã bị chân khí đồng hóa rồi, còn hấp thu thế nào? Cái gì cũng phải xem phương pháp, con tùy tiện đi luyện hóa khí biến dị kia sẽ chịu thiệt, hơn nữa tu vi hiện tại của thằng nhóc con không khác gì phế vật, tạm thời còn không thể chạm vào. Muốn hấp thu luyện hóa khí độc biến dị trong người đối phương, ít nhất tu vi của con phải đạt tới luyện khí kỳ tầng 6 mới được. Luyện khí kỳ tổng cộng có 9 tầng. Cứ mỗi 3 tầng sẽ có một đường ranh giới. Chờ đến khi con đạt tới luyện khí kỳ tầng 6, có thể thi triển bí pháp hấp thu, đến lúc đó tự nhiên có thể luyện hóa khí độc cho mình dùng. Vân Thiên Tà sâu kín nói. Con nói chứ lão già đáng chết, người nói một hồi lâu té ra đều là nói nhảm, luyện khí kỳ tầng 6 á. Hiện tại con đến mới tầng 3, chờ đến khi nào mới có thể đạt tới tầng 6. Hơn nữa đến lúc đó người ta không biết đã đi nơi nào rồi. Còn hấp thu thế nào? Dương Bách Xuyên trợn mắt chửi bới. Vân Thiên Tà tức giận nghiến răng, nếu không sao ta lại nói thằng nhóc con ngu xuẩn. Chẳng phải cô ấy tìm con chữa biểu cảm khác thường à? Tuy rằng tạm thời con không thể luyện hóa khí độc, chữa trị hoàn toàn nhưng có thể áp chế, dùng châm M Dương ngũ hành một lần là có thể áp chế 3 ngày. Có điều bởi vì khí độc biến dị quá mức bá đạo lại có thuộc tính âm hàn, mỗi lúc trời tối đến giờ tí sẽ tái phát lại. Đến sáng ngày hôm say, hừng đông dương khí thịnh,
khí độc ẩn núp sẽ khôi phục bình thường. Cả từ đó cứ cách 3 ngày con lại châm cho đối phương một lần, chẳng phải có thể giữ người bên cạnh rồi à? Đợi đến khi tu vi con đạt tới luyện khí kỳ tầng 6, sau đó hấp thu luyện hóa hết khí độc trong người cô ấy, há chẳng phải một công đôi việc. Còn con nữa, nếu không thể đạt tới luyện khí kỳ tầng 6 trong vòng 3 tháng thì tìm đậu hũ tự tử đi, đừng đi rêu rao là đồ đệ của Vân Thiên Tà ta. Cho con công pháp tu chân cao cấp nhất thế gian, vậy mà con lại trì hoãn ở cảnh giới nhập môn lâu như vậy, đúng là mất mặt. Con để lại nhiều đan dược trong bình càn khôn như thế làm gì? Tính làm đồ gia truyền à? Ngoại trừ có huyết linh còn có chút giá trị, đám linh dược sơ cấp kia đều là đồ bỏ đi, không lấy ra luyện đan tăng tu vi, vứt trong bình càn khôn không chịu dùng, đầu con bị úng nước rồi. Nếu như con luyện thành đan dược ăn, tăng cao tu vi, đêm nay có bị một tên cổ võ giả nho nhỏ đả thương thành thế này không? Suy nghĩ một chút làm sư phụ tức chết, mặt mũi của ta đều bị con làm mất sạch. Vân Thiên Tà càng mắng càng tức giận, hận không thể bay ra khỏi bình càn khôn tát chết Dương Bách Xuyên, chỉ tiếc ông chỉ là tàn hồn, đi ra cũng vô dụng. Dương Bách Xuyên bị sư phụ chửi bới trong lòng cũng nổi lửa, thế nhưng ngẫm nghĩ một chút thì đúng là không có cách phản bác. Anh thật sự xem hơn 200 gốc linh dược đào được từ hẻm núi như bảo bối cất trong bình càn khôn chờ sau này dùng, anh không nỡ dùng, muốn giữ lại để sau này trùng kích trúc cơ kỳ. Bây giờ nghe sư phụ mắng cho một trận, cảm thấy ông mắng rất đúng. Nếu anh lấy ra luyện đan để dùng, tăng thực lực, hôm nay sẽ không đến mức bị Mạc Đông Thiên đả thương, nghĩ tới cũng đủ uất ức. Anh thầm nói, ngày mai sẽ bắt đầu luyện đan, tăng thực lực lên. Mạc Đông Thiên, thù này nhớ kỹ, tổ chức sát thủ Xương Hoa cứ đợi đấy, chờ anh đây tăng tu vi sẽ tìm đến hang ổ của mấy người tính sổ. Một lát sau cảm giác sư phụ đã bớt giận, Dương Bách Xuyên cười nói, ha ha, sư phụ này, ngày mai con sẽ bắt đầu luyện đan tăng tu vi, cam đoan về sau sẽ không khiến người mất thể diện. Hiện tại con còn một vấn đề cuối cùng. Chờ đến khi con đạt tới luyện khí kỳ tầng 6 phải hấp thu luyện hóa khí độc trong người độc cô vô tình thế nào? Dù sao cũng phải cho người ta một lý do từ chối chứ đúng không? Sư phụ Vân Thiên Tà cười khà khà, có biết công pháp song tu không? Trong lòng Dương Bách Xuyên thầm mắng một câu lão già không đứng đắn, đương nhiên là biết rồi, thải âm bổ dương, đừng xem con là trai tơ chứ. Biết rõ là tốt, thật ra rất đơn giản, muốn luyện hóa khí độc trong người cô gái này. Thông qua công pháp song tu là có thể hút khí độc sang người con, sau đó lại dùng càn khôn tạo hóa quyết luyện hóa là được. Chẳng qua ở tu chân giới, song tu là đường ngang ngõ hẹp, không thể lên được mặt bàn. Ngày sau thằng nhóc con phải dùng cẩn thận, thời gian dài ngược lại không tốt với tu vi của con, trừ khi đụng cho tới trường hợp trong người có khí độc biến dị như cô gái này mới có thể sử dụng công pháp song tu. Để sư phụ truyền cho con một đoạn bí pháp hấp thu. Chờ đến khi tu vi của con đạt tới luyện khí kỳ tầng 6, dùng bí pháp này hấp thu khí độc biến dị trong cơ thể đối phương là được. Tốt rồi, sư phụ phải ngủ say, trong khoảng thời gian này bị thằng nhóc co giày vò đến mức thần hồn sắp không ổn, nhớ kỹ nếu gần đây không đụng đến nguy hiểm sống còn thì đừng có làm phiền ta đấy. Sau khi nói xong, giọng Vân Thiên Tà từ từ nhỏ dần rồi biến mất, đồng thời trong đầu Dương Bách Xuyên cũng xuất hiện một đoạn bí pháp song tu. Anh lập tức mở hai mắt ra, trong lòng thầm mắng sư phụ một tiếng lão tài xế. Không nghĩ tới lại bị sư phụ nghe được, hỏi, lão tài xế nghĩa là gì? Trên trán Dương Bách Xuyên chảy xuống ba sọc đen, ho khù khụ, a ha ha, lão tài xế chính là lão lưu manh đó, hi hi. Cút, thứ khốn nạn không biết lớn nhỏ, Vân Thiên Tà tức giận chửi bới, lần này hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Ngay lúc này, độc cô vô tình thấy sau khi Dương Bách Xuyên mở hai mắt ra thì nhìn về phía mình bằng vẻ mặt quái dị, điều này làm cho cô có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn hỏi, Bách Xuyên, cậu có biến pháp chữa trị chứng biểu cảm khác thường của tôi? Dương Bách Xuyên còn đang suy nghĩ với công pháp song tu sư phụ truyền cho mình, làm thế nào để độc cô vô tình bằng lòng song tu, anh vừa nhìn khuôn mặt biểu cảm quái dị của độc cô vô tình em Dương đã không nhịn được dùng mình ớn lạnh. Nghe thấy cô hỏi. Anh vội vàng nói, có thể trị hết. Bốn chữ có thể trị hết khiến gương mặt cứng ngắc của độc cô vô tình hơi run rẩy. Thật ra là đang vui mừng nhưng do khí độc mà bắp thịt trên mặt đều bị sơ cứng, kể từ sau khi chúng độc cô chưa từng mỉm cười. Chẳng qua sự kích động trong giọng nói đã làm lộ rõ tâm trạng của cô thật chứ. Dương Bách Xuyên gật đầu, thật,
Nói tới đây, anh hơi dừng một lát, lại bổ sung, chẳng qua. Hai chữ này khiến trong lòng Độc Cô Vô Tình cực kỳ căng thẳng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói, tiên sinh có chuyện gì cứ nói, tôi không ngại. Bởi vì do quá căng thẳng và lo lắng mà trong lúc vô ý, Độc Cô Vô Tình lại gọi Dương Bách Xuyên là tiên sinh. Trong lòng Dương Bách Xuyên đang sắp xếp lại ngôn ngữ một chút, cũng không thể trực tiếp nói với Độc Cô Vô Tình là muốn chữa khỏi chứng biểu cảm khác thường của cô cần phải song tu với tôi chứ. Nếu như dám nói như vậy, Dương Bách Xuyên chắc chắn rằng anh sẽ bị một kiếm của Độc Cô Vô Tình bổ thành hai nửa. Nhất định phải có chiêu thức lừa gạt mới được. Suy nghĩ một chút, vẻ mặt anh nghiêm túc nói, là như vậy, tôi vừa mới kiểm tra tình trạng trong cơ thể cô, nguyên nhân thật sự dẫn đến chứng biểu cảm khác thường của cô, không phải ở mặt ngoài, mà là trong cơ thể cô có một loại khí kịch độc rất phức tạp cũng đặc biệt mạnh mẽ, lan tràn trong kỳ kinh bát mạch của cô, thậm chí toàn thân cô đều là chứng biểu cảm khác nhau chứ. Vì để cho Độc Cô Vô Tình tin tưởng lời nói của anh, coi như là bất chấp tất cả, nếu không tùy tiện nói toàn thân người ta đều là loại biểu cảm này thì sẽ bị hiểu lầm. Độc Cô Vô Tình nghe được lời của Dương Bách Xuyên, trên mặt nóng lên, thật sự tình huống của cô đều bị Dương Bách Xuyên nói trúng. Cô gật đầu nói, vậy cậu có biện pháp chữa trị không? Cô hỏi lại. Dương Bách Xuyên mở miệng nói, bởi vì độc khí trong cơ thể của cô quá đặc thù. Công lực hiện tại của tôi cũng không có cách nào chữa khỏi hoàn toàn, nhưng tôi có thể giảm bớt cho cô, sư môn của tôi có loại phương pháp châm cứu vô thượng, châm cứu cho cô một lần có thể áp chế độc khí trong cơ thể của cô 3 ngày. Nói cách khác, sau 3 ngày châm cứu, cô sẽ khôi phục giống như người bình thường, nhưng khí độc quá là bá đạo, hơn nữa lại còn là khí lạnh, cho nên mỗi đêm sau này vẫn sẽ tái phát biến thành chứng biểu cảm khác thường, nhưng mà buổi sáng ngày hôm sau sẽ khôi phục lại bình thường. Hơn nữa cứ cách 3 ngày đều cần phải châm cứu một lần, như thế chờ công lực của tôi đủ là có thể nghĩ biện pháp loại bỏ hoàn toàn độc khí trong cơ thể của cô xem cô có muốn tôi trị liệu cho cô không? Dương Bách Xuyên suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không nên sốt ruột nói coi như là chờ đến ngày có công lực đầy đủ, cũng cần phương pháp song tu mới có thể loại bỏ, nghĩ về sau lại nói, đầu tiên phải lấy được sự tín nhiệm của cô mới được. Khi hai bên đã có đủ sự tin tưởng với nhau rồi, đến lúc đó có thể nói ra phương pháp song tu. Đối với Độc Cô Vô Tình mà nói, lời nói của Dương Bách Xuyên thực sự là tin vui, 3 năm qua cô cũng không tìm được biện pháp nào có thể giảm bớt bệnh tình, chứ đừng nói đến loại bỏ hoàn toàn. Dương Bách Xuyên nói châm cứu một lần có thể áp chế được 3 ngày, cứ cách 3 ngày châm cứu một lần, chẳng phải đồng nghĩa với việc về sau cô chỉ cần đi theo bên người Dương Bách Xuyên thì chứng biểu cảm khác thường có thể biến mất hoàn toàn sao? Phương pháp như thế đối với cô chính là chuyện tốt lớn, sao có thể không muốn? Còn về phần anh nói nó sẽ tái phát vào mỗi buổi tối, điểm này Độc Cô Vô Tình hoàn toàn có thể xem nhẹ, bắt đầu từ sau 11 giờ đêm đi, giờ này đều là thời gian đi ngủ, nghỉ ngơi, có ảnh hưởng gì đâu. Chỉ cần có thể giúp cô trở lại giống như một người bình thường vào ban ngày, cô hoàn toàn có thể chấp nhận. Hơn nữa Dương Bách Xuyên còn nói, chờ công lực của anh đủ thì có thể loại bỏ hoàn toàn bệnh này, đây chính là hy vọng lớn. Nhưng cô cũng không biết Dương Bách Xuyên thật sự có thể làm được hay không, nhưng mà nghĩ lại thì anh cần gì phải lừa gạt cô. Nhìn Dương Bách Xuyên, cô mang theo sự thành khẩn nói, xin tiên sinh hãy châm cứu trị liệu. Ân tình này của cậu Vô Tình vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, nếu châm pháp của cậu có hiệu quả, Vô Tình hứa sẽ làm 3 việc cho tiên sinh, nếu ngày sau có thể hoàn toàn loại bỏ bệnh này, gia tộc 3 thuộc Độc Cô gia tộc của tôi sẽ nợ tiên sinh 1 ân tình. Độc Cô Vô Tình cũng coi như là dốc hết vốn liếng, bản thân cô chính là cao thủ ám kình tầng 8, với 3 điều kiện của cô, đặt ở trong giới võ cổ rất có trọng lượng, cuối cùng là gia tộc 3 thuộc Độc Cô gia tộc thiếu 1 phần nhân tình, cái này càng lớn hơn. Dương Bách Xuyên cũng hiểu được phân lượng của việc Độc Cô Vô Tình này, trong lòng vui vẻ, chuyện này cũng rất đáng giá. Nhìn xem tôi cũng không cần lên tiếng giữ cô ấy ở bên cạnh làm vệ sĩ, chính cô ấy tự nguyện sẽ ở lại, ha ha, vẫn là lão già cao minh. Anh ở trong lòng khen ngợi sư phụ 1 câu. Ngay lập tức Dương Bách Xuyên giả mù nhìn Độc Cô Vô Tình nói, tôi học y, cứu người chính là chuyện cần làm, còn điều kiện thì cứ gạt qua một bên. Tôi cũng không để ý, trước tiên tôi sẽ châm cứu trị bệnh cho cô. Tiên sinh thật có nghĩa lớn. Độc Cô Vô Tình nghe được lời này của Dương Bách Xuyên, rất có chính nghĩa, nói thật trong lòng cô rất cảm động. Nhưng mà 1 giây sau, Dương Bách Xuyên nói 1 câu lại khiến cho cô giận tím mặt,
Vậy thì cô cởi quần áo đi, Dương Bách Xuyên nói. Bốp! Khốn nạn! Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, khí lạnh trên mặt độc cô vô tình phát tác, nhanh như tia chớp rút nhuyễn kiếm ra đâm vào cổ Dương Bách Xuyên, cô không nghĩ tới Dương Bách Xuyên sẽ đưa ra yêu cầu như vậy với cô. Mà Dương Bách Xuyên thì sau lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, cảm nhận được thanh kiếm lạnh lẽo của độc cô vô tình truyền tới, toàn thân anh toát mồ hôi lạnh, cũng phản ứng lại, lời nói của anh không rõ ràng. Anh vội vàng nói, cô hiểu lầm rồi, ý tôi là muốn châm cứu. Muốn châm cứu cho cô trên toàn thân, không có ý gì khác, hơn nữa hiện tại toàn thân của cô đều là biểu cảm khác thường, tôi cũng không có hứng thú làm cái gì. Trong lòng Dương Bách Xuyên buồn bực, nếu không phải là nể mặt đánh không lại cô thì tôi sẽ tát một cái rồi. Người phụ nữ này rõ ràng đang hiểu lầm về chuyện kia. Nghe Dương Bách Xuyên nói xong, trong lòng độc cô vô tình hơi khựng lại, nhưng vẫn không có buông lỏng cảnh giác nhìn Dương Bách Xuyên, chậm rãi buông nhuyễn kiếm xuống, thế nhưng trong miệng lại lạnh giọng nói, nếu cậu dám lừa tôi sẽ băm nát cậu cho chó ăn. Trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng tức giận, hiện tại anh phát hiện độc cô vô tình này chính là một người mắc bệnh tâm thần phân liệt, một giây trước vẫn là bộ dáng cảm ơn, một giây sau đã biến thành một bộ dáng nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Không phải chỉ nói một câu bảo cô cởi quần áo thôi sao? Nếu không cởi quần áo, thì làm sao chữa bệnh cho cô? Ngoài miệng anh cũng mang theo vài phần tức giận nói, vậy thì cô muốn trị hay không trị, là cô có bệnh, cũng không phải là tôi có bệnh. Một giây sau anh còn chưa nói hết, giọng đã dừng lại. Bởi vì độc cô vô tình đã cởi hết quần áo trên người xuống. Mẹ nó, quái lạ, không xuất kiếm theo lẽ thường nữa à? Dương Bách Xuyên đang nói thầm ở trong lòng. Lúc này, độc cô vô tình nhìn anh, toàn thân chỉ còn lại đồ lót. Nhưng mà có một thứ khiến cho Dương Bách Xuyên cảm thấy thú vị chính là đồ lót của cô, không phải là kiểu dáng hiện đại mà ngược lại là cái loại yếm mà người cổ đại trên TV hay mặc. Yếm màu đỏ thẫm, vậy mà phía trên còn thêu một đôi uyên ương sống động như thật, yếm uyên ương màu đỏ thẫm. Chúa ơi, kiến thức sâu rộng. Những người không biết còn tưởng rằng cô gái này là xuyên không từ cổ đại đến. Điều này có truyền thống quá không? Nhưng mà ngẫm lại thì cô xuất thân từ gia tộc võ cổ giả, cũng thoải mái, truyền thừa võ cổ giả ở giới võ cổ chính là từ cổ truyền đến nay, truyền thống một chút cũng coi như bình thường. Nuốt nước miếng, trong lòng Dương Bách Xuyên nóng lạnh lẫn lộn. Nhìn dáng người độc cô vô tình, quả nhiên là cấp bậc siêu mẫu, có cảm giác rất thu hút ánh mắt. Làm cho người ta nóng bỏng. Nhưng nhìn da thịt của cô, màu trắng màu đen rõ ràng, lại làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt, không nhịn được mà run rẩy. Có thể bắt đầu không? Lúc này giọng điệu của độc cô vô tình nhàn nhạt nói. Trong lòng Dương Bách Xuyên thở dài, ông đây nhịn, coi như cô là tâm thần phân liệt, không có so đo với cô. Được rồi, ngồi thẳng người, tôi châm cứu. Độc cô vô tình nhàn nhạt nhìn Dương Bách Xuyên một cái rồi ngồi thẳng người lên, nhuyễn kiếm trong tay vẫn không buông ra, trong lòng nghĩ, nếu anh dám có hành động khác, tôi sẽ dùng một kiếm chém anh. Đối với hành động đề phòng anh như hái hoa tặc của độc cô vô tình, trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng khó chịu. Nhưng mà thực lực chênh lệch quá xa, anh không dám trêu chọc cô nhiều. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nói, chờ thực lực của tôi tăng lên, đến lúc đó xem tôi xử lý cô như thế nào. Nghĩ thì nghĩ, nhưng chữa bệnh vẫn phải chữa, đi vào phòng ngủ, tâm niệm vừa động, anh lấy kim châm cứu từ bình càn khôn mà Trần Bảy Roi đưa cho anh ra, lần thứ hai trở lại bên cạnh độc cô vô tình. Hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm trong lòng bắt đầu thi triển trận pháp châm M Dương Ngũ Hành. Lúc chữa bệnh, anh tương đối nghiêm túc, không có chút tạp niệm nào. Độc khí trong cơ thể của độc cô vô tình thuộc tính âm hàn, muốn trị liệu cho cô. Trước tiên bắt đầu Dương Bách Xuyên dùng dương châm, cũng chính là khoái châm. Tính toán một chút có 72 châm có lẽ là có thể, với tu vi luyện khí kỳ tầng 3 trước mắt của anh, cao nhất cũng chỉ có thể thi triển ra 72 châm. Vừa giơ tay lên chân khí vận chuyển, châm bạc ong ong rung động, trong vòng 3 hơi thở đã thi triển 36 châm lên người độc cô vô tình. Thủ pháp nhanh chóng, còn nhanh hơn so với lần điều trị chân cho mẹ của Viên Kim Phượng lúc trước. Trên thực tế cũng chưa tới 3 hơi thở đã hoàn thành thi châm. Đây là vì so với lần trước thì tu vi của anh lại tăng lên một phần,
cũng vì lần thứ hai thi châm nên đã quen thuộc hơn rất nhiều. Tuy rằng so với thi triển lần trước thoải mái hơn một chút, nhưng suốt 36 khoái châm, mỗi một châm đều cần chân khí, vẫn khiến cho anh có cảm giác hao phí không ít tâm sức, nói không mệt là giả. Dương Bách Xuyên thi châm, nhưng ở trong mắt Độc Cô Vô Tình lại rất là khiếp sợ, cô không phải là cô gái không có kiến thức, cùng với 3 năm điều trị chứng biểu cảm khác thường, đã hỏi thăm rất nhiều danh y chữa bệnh nổi tiếng, cũng gặp qua không ít cao thủ đông y biết châm cứu. Thế nhưng Dương Bách Xuyên này trong vòng 3 hơi thở ngắn ngủi thi triển không biết bao nhiêu thủ pháp châm, quả nhiên đây là lần đầu tiên cô gặp. Đồng thời mỗi một châm sau khi rơi xuống, cô đều có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu sinh ra trong cơ thể, khi Dương Bách Xuyên dừng lại, nội tâm Độc Cô Vô Tình thực sự giống như sấm vang. Cô biết, lần này mình thật sự gặp được danh y nổi tiếng, điểm này có thể cảm giác từ tình huống trong cơ thể, hiệu quả thấy được ngay lập tức. Nguyễn kiếm trong tay bất chi bất giác được thả lỏng, sự cảnh giác của cô đối với Dương Bách Xuyên hoàn toàn buông xuống. Độc Cô Vô Tình cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí nóng, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Sau khi trúng độc, thể chất của cô có tính lạnh, bình thường cơ thể lạnh lẽo gần như không có độ ấm. Nhưng sau khi Dương Bách Xuyên châm cứu, nhiệt độ cơ thể biến mất đã lâu nay lại xuất hiện. Cô cảm nhận được rất rõ, điều này khiến cô cực kỳ chấn động. Cuối cùng Độc Cô Vô Tình cũng tin lúc trước Dương Bách Xuyên không nói dối, anh có thể chữa khỏi khuôn mặt âm dương cho cô, giải quyết nỗi phiền não của cô. Trong lòng tràn đầy xúc động, cô mong rằng sau khi Dương Bách Xuyên châm cứu xong, làn da của mình sẽ khôi phục như bình thường. 3 năm qua cô sống với bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, khỏi phải nói tâm trạng dày xéo nhường nào. Giờ khắc này Dương Bách Xuyên khiến cô nhìn thấy hy vọng. Về phần Dương Bách Xuyên, lúc này anh đã hoàn thành 36 châm nhanh không ngừng nghỉ, bắt đầu đâm lần lượt từng châm chậm. Theo từng kim châm đâm xuống, trên người Độc Cô Vô Tình cắm đầy kim châm. Ban đầu Dương Bách Xuyên còn có thể vững vàng đâm xuống. Nhưng đến 3 châm cuối cùng, quần áo trên người anh đã ướt đẫm mồ hôi. Dù là châm nhanh hay châm chậm đều hao tốn rất nhiều tinh thần và chân khí. Tay bắt đầu run rẩy, anh cắn răng đâm kim châm lên người Độc Cô Vô Tình. Độc Cô Vô Tình nhìn thấy cảnh tượng này, mặc dù cô không nói cảm ơn, song trong lòng đã khắc ghi ân tình của Dương Bách Xuyên. Khi một châm cuối cùng đâm vào giữa trán Độc Cô Vô Tình, rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy lần này anh không ngất xỉu, nhưng cũng mệt lả. Dương Bách Xuyên ngồi phịch xuống sofa, mỉm cười nhìn hai màu đen trắng trên làn da của Độc Cô Vô Tình biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Anh biết mình đã thành công áp chế khí độc trong người Độc Cô Vô Tình. Độc Cô Vô Tình toàn thân cắm đầy châm cũng nhìn thấy hai màu đen trắng trên người hành hạ cô suốt 3 năm đã biến mất. Cô không kìm được nước mắt, cô nhìn Dương Bách Xuyên dựa vào sofa thở hổn hển, khẽ nói cảm ơn. Dương Bách Xuyên nghỉ ngơi một lát rồi mới mỉm cười lên tiếng, không cần cảm ơn. Hiện tại tôi mới chỉ áp chế khí độc trong cơ thể cô thôi, muốn loại bỏ hoàn toàn thì phải đợi sau này tôi có đủ công lực xong. Dương Bách Xuyên nói đến đây thì nhận ra mình suýt lỡ lời, bèn vội vàng sửa lời, đợi sau này tôi giúp cô. Nhưng có lẽ cô phải ở lại Cố Đô một thời gian ngắn, bởi vì cứ cách 3 ngày tôi phải châm cứu cho cô một lần. Độc Cô Vô Tình không nghe rõ câu cuối của Dương Bách Xuyên, giọng nói tràn đầy cảm kích, làm phiền tiên sinh. Không biết tiên sinh có thể cho phép tôi ở lại bên cạnh phục vụ cho tiên sinh, xem như báo đáp ân tình của tiên sinh được không? Dương Bách Xuyên đang chờ câu nói này, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra rối rắm, làm bộ suy xét cũng không phải là không thể. Nhưng tôi là đàn ông, ở chung với cô thì không ổn nhỉ. Tiên sinh nghĩ nhiều rồi, ý của Vô Tình là tôi sẽ ở lại bên cạnh bảo vệ sự an toàn của tiên sinh. Hôm nay sát thủ Sương Hoa đến tìm tiên sinh, tuy rằng đã bị Vô Tình đánh đuổi, nhưng tổ chức sát thủ Sương Hoa rất lớn, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ trở lại tìm tiên sinh gây chuyện. Độc Cô Vô Tình hờ hững cất lời. Nhưng Dương Bách Xuyên nghe xong, mặt đỏ bừng lên, người ta chủ động ở lại là để bảo vệ sự an toàn của anh, vậy mà anh lại hiểu lầm. Dương Bách Xuyên hắng giọng khụ khụ vài tiếng rồi mặt dày mày dạn nói, vậy thì cảm ơn cô. Dù sao cách 3 ngày tôi lại phải châm cứu cho cô, chạy qua chạy lại cũng không tiện. Chỗ tôi có phòng ngủ, cô cứ chọn một phòng tùy thích là được. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm thấy cơ thể đã khôi phục chút sức lực,
bèn đứng dậy chuẩn bị đi tắm. Anh đứng dậy, nhìn về phía Độc Cô Vô Tình, tức thì cảm thấy toàn thân bốc lửa. Sau khi châm cứu xong, hai người nói chuyện chốc lát, hai màu xanh trắng trên da Độc Cô Vô Tình đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt âm dương cũng khôi phục như thường. Vừa rồi nói chuyện anh không chú ý, bây giờ nhìn Độc Cô Vô Tình, suýt thì anh phun máu luôn. Làn da đã hoàn toàn khôi phục như bình thường, Độc Cô Vô Tình biến thành một tiên nữ cổ điển với vẻ ngoài yêu nghiệt, có điều bộ dạng vẫn lạnh lùng như cũ. Nếu cô mỉm cười thì Dương Bách Xuyên nhất định sẽ cảm thấy cô chính là yêu cơ thời cổ đại, một nụ cười có thể nghiêng nước đổ thành. Làn da trắng nõn ửng hồng, trơn bóng như ngọc, Dương Bách Xuyên nhìn mà muốn phạm tội. Song anh vẫn chưa đến nỗi mất lý trí, trong lòng biết rõ Độc Cô Vô Tình là cao thủ võ cổ ám kình tầng 8. Anh hít sâu một hơi rồi vội vàng chạy vào phòng tắm, vừa đi vừa nói, thì. Tôi đi tắm trước đây, châm trên người cô nửa tiếng nữa mới rút được. Dứt lời anh chạy vèo vào phòng tắm, chỉ sợ mình nán lại lâu thêm chút nữa sẽ xảy ra chuyện không hay. Nếu chọc giận Độc Cô Vô Tình, kiếm dẻo vẫn ở bên cạnh cô đó. Độc Cô Vô Tình nhìn dáng vẻ chật vật chạy trốn của Dương Bách Xuyên thì sững ra giây lát, sau đó lạnh lùng hừ mũi, thầm nghĩ trong lòng, đúng là vị tiên sinh này giỏi y thuật thật, nhưng quá dâm. Sau này mình phải đề phòng một chút. Cô nhìn làn da của mình. Rồi lại nghĩ đến ánh mắt nóng rực của Dương Bách Xuyên hồi nãy, bỗng dưng hơi thẹn thùng. Cô muốn đắp một tấm thảm lên người, nhưng mà toàn thân cắm đầy châm bạc, không thể nhúc nhích được. Về phần Dương Bách Xuyên, sau khi chạy vào phòng tắm, trong đầu anh toàn là hình ảnh vóc dáng bốc lửa của Độc Cô Vô Tình. Anh vội vàng tắm bằng nước lạnh. Khoảng nửa tiếng sau, rốt cuộc anh cũng bình tĩnh lại, khoác áo choàng tắm đi ra ngoài. Anh đến bên cạnh Độc Cô Vô Tình rút châm cho cô, thế rồi ngọn lửa không dễ gì mới dập được lại bùng lên. Anh run rẩy rút hết châm cho cô, sau đó thuận miệng nói, xong rồi đấy. Cô tìm một phòng ngủ cho khách mà nghỉ ngơi, 3 giờ sáng rồi. Tôi không quấy rầy cô nữa, chúc ngủ ngon. Lần này Dương Bách Xuyên không nhìn Độc Cô Vô Tình nữa, nói xong liền chạy về phòng mình tĩnh tọa nhập định. Khó chịu quá. Anh phát hiện ra hình như mình giữ lại một yêu tinh như vậy ở trong nhà là một sai lầm. Anh nghĩ ngày mai sẽ lập tức đi mua nhà. Tốt nhất là mua một căn biệt thự 3 tầng, cho Độc Cô Vô Tình ở tầng 1, mình ở tầng 3 để tránh cho bản thân lúc nào cũng bồn chồn xao xuyến. Mặt khác, anh cần phải luyện đan và nâng cao tu vi. Thật sự là tối nay người của tổ chức sát thủ làm anh cảm thấy áp lực như bị sỉ nhục. Sáng ngày hôm sau, Dương Bách Xuyên tỉnh lại sau thời gian tĩnh tọa, chuẩn bị đi xem nhà. Lúc ra khỏi phòng phủ, anh thoáng sửng sốt vì ngửi thấy mùi thức ăn. Sau đó, anh nhìn thấy Độc Cô Vô Tình đeo tạp dề đi từ trong phòng bếp ra, tay bưng một đĩa đồ ăn. Độc Cô Vô Tình trông thấy Dương Bách Xuyên, da mặt dần giật, chào tiên sinh. Tôi thức dậy thấy trong tủ lạnh có thức ăn nên tự ý làm bữa sáng cho tiên sinh. Mời tiên sinh dùng bữa. Dương Bách Xuyên biết rằng lẽ ra lúc này trên gương mặt Độc Cô Vô Tình nở nụ cười nhẹ, nhưng bởi vì khí độc còn sót lại khiến cho cơ mặt cô sơ cứng trong thời gian dài, cho nên không cười được. Triệu chứng này phải hồi phục từ từ. Nhìn bát cháo trắng và một đĩa thức ăn trên bàn, Dương Bách Xuyên xúc động muốn khóc. Đây là lần đầu tiên có phụ nữ nấu cơm cho anh đó. Anh mỉm cười nói với Độc Cô Vô Tình, tôi đi đánh răng rửa mặt đã, cô ăn trước đi, không cần đợi tôi. Dương Bách Xuyên ra khỏi phòng tắm, đi đến bàn ăn thì thấy Độc Cô Vô Tình vẫn chưa động đũa, hình như đang chờ anh. Điều này tạo cho Dương Bách Xuyên cảm giác mình là hoàng đế. Anh cười khúc khích đi tới chào hỏi Độc Cô Vô Tình rồi bắt đầu ăn cơm. Dương Bách Xuyên không ngờ tuýp người như Độc Cô Vô Tình lại biết nấu cơm. Anh nghĩ rằng một cô gái cổ điển như tranh vẽ thế này lẽ ra không chạm tay vào bất cứ việc gì mới phải. Thế nhưng người ta chẳng những chạm vào, mà còn nấu ăn rất ngon. Dương Bách Xuyên thầm khen trong lòng. Sau khi ăn sáng xong, Dương Bách Xuyên cho hầu đậu đậu và con chồn ăn mấy quả hồng thơm. Sau đó, anh bỏ lại chúng ở nhà như mọi khi, dẫn theo Độc Cô Vô Tình đi ra ngoài. Hiện tại Độc Cô Vô Tình vô cùng cảm kích Dương Bách Xuyên. Một đêm qua đi, sang ngày thứ hai gương mặt và làn da của cô đã trở lại bình thường. Điều này đã chứng thực câu nói của Dương Bách Xuyên. Anh thật sự có thể áp chế khí độc trong người cô, một lần châm cứu có thể bình thường 3 ngày. Đương nhiên bắt đầu từ tối nay,
đến giờ tí triệu chứng sẽ tái phát, nhưng độc cô vô tình vẫn rất hài lòng, vì vậy cô rất cảm kích Dương Bách Xuyên. Buổi sáng thức dậy cô làm bữa sáng cho anh, bây giờ ra ngoài thì đi theo bảo vệ anh. Tính cách cô cũng mạnh mẽ, không phải hạng người cơm đưa tận miệng áo tới tận tay, cứ phải làm gì đó thì cô mới yên tâm. Còn Dương Bách Xuyên thì rất hài lòng về độc cô vô tình. Anh vui vẻ dẫn cô đi ra ngoài. Hôm nay anh sẽ đi mua căn nhà có sân riêng. Nhưng Dương Bách Xuyên không vui vẻ được bao lâu. Sau khi xuống lầu, anh trợn tròn mắt sững sờ. Dương Bách Xuyên vừa mới ra khỏi thang máy thì chạm mặt Ninh Kha mặc đồng phục cảnh sát. Ninh Kha vốn mỉm cười khi trông thấy Dương Bách Xuyên, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy độc cô vô tình ở phía sau Dương Bách Xuyên đang nói chuyện với anh. Ninh Kha lập tức không vui. Dương Bách Xuyên khốn khiếp, cô ta là ai? Thấy Ninh Kha biến thành cọp mẹ, Dương Bách Xuyên nhức hết cả đầu. Vị này là độc cô vô tình. Em đừng hiểu lầm, bọn anh không có gì hết, cô ấy là bệnh nhân của anh. Dương Bách Xuyên nghiêm túc giới thiệu cho Ninh Kha. Sau đó anh lại nói với độc cô vô tình, đây là cảnh sát Ninh Kha. Tôi tin anh mới lạ đó. Dương Bách Xuyên, anh là đồ khốn. Hừ. Ninh Kha trợn mắt mắng mỏ. Lúc này, độc cô vô tình lên tiếng, cô Ninh hiểu lầm rồi, tôi thật sự là bệnh nhân của tiên sinh, hiện tại là vệ sĩ của ngài ấy. Đồ khốn này, tôi đã nói là nếu anh dám phụ lòng tôi thì tôi sẽ không tha cho anh. Ninh Kha vốn nóng tính, nhìn độc cô vô tình đẹp như tranh, cô nàng hoàn toàn không tin Dương Bách Xuyên. Sau đó, cô ta giơ tay lên định đánh Dương Bách Xuyên. Nhưng lúc này cô ta bỗng thấy hoa hết cả mắt, tiếp đó lồng ngực trúng một đòn nặng nề, không kìm được lùi lại, lảo đảo ngồi dập mông xuống đất. Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt nhìn, anh còn chưa kịp phản ứng đã thấy độc cô vô tình ra tay đánh Ninh Kha ngã ngồi ra đất. Nhất thời đầu anh phình to. Mà diễn biến tiếp theo càng làm anh kinh hãi. Lúc này Ninh Kha đã giận điên người, cô ta không ngờ con hồ ly tinh bên cạnh Dương Bách Xuyên lại dám ra tay với mình. Cô ta nổi giận rút súng lục bên hông ra định nổ súng. Cảnh tượng này khiến Dương Bách Xuyên sợ bay màu, bởi vì anh nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của độc cô vô tình. Ninh Kha không biết gì về độc cô vô tình, nhưng tối qua anh đã tận mắt chứng kiến thanh kiếm dẻo trong tay cô chuyển động cực nhanh. Dương Bách Xuyên tin rằng nếu như độc cô vô tình vung kiếm thì Ninh Kha hoàn toàn không kịp nổ súng, cuối cùng người bị thương chắc chắn là Ninh Kha chứ không phải độc cô vô tình. Độc cô vô tình là võ cổ giả ám kình tầng 8, còn là bậc cao thủ có trình độ kiếm đạo cao, thật sự là tu vi võ công vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Một người tuốt kiếm, một người rút súng. Trước tình hình này, Dương Bách Xuyên sợ hết hồn. Anh lập tức dùng chân khí hét to, dừng tay. Đồng thời anh bước đến chắn giữa độc cô vô tình và Ninh Kha. Đứng ở lập trường của độc cô vô tình thì cô không sai. Bởi vì bắt đầu từ khi Dương Bách Xuyên chữa trị khuôn mặt âm dương cho cô chính là vệ sĩ của Dương Bách Xuyên, phụ trách sự an toàn thân thể của anh. Ninh Kha ra tay với Dương Bách Xuyên, tất nhiên độc cô vô tình không cho phép điều đó xảy ra, cô ra tay ngăn cản là chuyện bình thường. Mà hành động của Ninh Kha khiến Dương Bách Xuyên kinh hãi, đồng thời trong lòng trào dâng cảm xúc lạnh lùng. Anh muốn xem thử liệu Ninh Kha có bắn mình hay không. Dương Bách Xuyên đứng giữa hai người phụ nữ, không để ý tới độc cô vô tình, bởi vì anh biết chỉ cần mình lên tiếng thì đối phương sẽ dừng tay. Bây giờ anh phải coi chừng Ninh Kha, cô nàng ngu ngốc này đúng là không biết trời cao đất rộng. Dù cô ta làm gì, Dương Bách Xuyên cũng có thể tha thứ, nhưng cô ta rút súng thì anh không thể nhẫn nhịn được. Từ khi Dương Bách Xuyên bị sát thủ Trần Bách Thiên bắn hai phát trên đường về quê lần trước, bây giờ cứ nhìn thấy ai rút súng là anh lại cảm thấy ghét cay ghét đắng. Anh lạnh lùng nhìn Ninh Kha đăm đăm. Hiện tại Ninh Kha đã rút súng ra, giơ súng lên, chĩa vào Dương Bách Xuyên. Thật ra cô ta vốn định nhắm vào độc cô vô tình ở phía sau Dương Bách Xuyên, nhưng anh lại chắn phía trước nên biến thành cô ta chĩa súng vào Dương Bách Xuyên. Ninh Kha bừng bừng lửa giận, cô ta vốn là người nóng tính, cực kỳ tức giận vì độc cô vô tình đánh mình. Lại càng giận Dương Bách Xuyên lăng nhăng. Đương nhiên lúc chĩa súng vào Dương Bách Xuyên, cô ta cũng rất buồn. Lúc này Dương Bách Xuyên lạnh lùng cất lời, anh lặp lại một lần nữa, độc cô vô tình là bệnh nhân của anh, tin hay không tùy em. Anh nói cho em biết, nếu vừa rồi anh không lên tiếng thì e là em đã chết chục lần trong tay độc cô vô tình rồi.
Hôm nay anh nói thẳng, anh không chỉ có một người phụ nữ là em muốn nổ súng thì cứ nổ. Anh đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với em, đây không phải lời nói dối. Nhưng anh không cho phép em quản anh. Em đã biết sự tồn tại của võ cổ giả thì cũng nên biết trong giới võ cổ vẫn còn một số truyền thống. Dương Bách Xuyên dứt khoát nói rõ. Đúng là ban đầu anh và Ninh Kha đến với nhau chỉ là vô tình, anh cũng hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm với đối phương, thậm chí còn truyền dạy công pháp tu chân cho cô ta, đích thân giúp cô ta dẫn khí, đưa cô ta bước vào con đường tu chân. Ninh Kha không phải người phụ nữ đầu tiên của Dương Bách Xuyên, nhưng là người đầu tiên được anh truyền thụ công pháp tu chân, anh không hề qua loa lấy lệ với cô ta. Ninh Kha nghe thấy lời tuyên bố thẳng thừng của Dương Bách Xuyên thì trái tim khẽ run rẩy. Không ngờ anh lại có thể thản nhiên nói ra những lời này. Anh không chỉ có một người phụ nữ là cô ta ư. Mặc dù Ninh Kha biết đúng là trong giới võ cổ có một số truyền thống, quả thật người đàn ông có thân phận, thực lực và địa vị có thể lấy nhiều vợ. Nhưng dù sao khi chính tai nghe thấy, cô ta vẫn khó lòng chấp nhận được. Giờ khắc này cô ta thật sự muốn bắn Dương Bách Xuyên một phát. Nhưng ngay sau đó Ninh Kha nhìn thấy ánh mắt Dương Bách Xuyên tràn đầy lạnh lùng. Hờ hững không chút tình cảm, thậm chí còn xen lẫn cảm xúc buồn bã. Điều này khiến Ninh Kha giật mình, thầm nghĩ, lẽ nào anh ấy thất vọng về mình rồi ư? Ninh Kha tỉnh táo lại, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, không kìm được lo lắng Dương Bách Xuyên sẽ trách mình. Nghĩ tới đây, cơn giận tiêu tan bớt. Sau khi bình tĩnh lại, cô ta mới phát hiện mình đang cầm súng chĩa vào Dương Bách Xuyên. Ninh Kha hoảng hốt cất súng đi, cô ta là cảnh sát. Không được tùy tiện chĩa súng vào người khác, trong trường cảnh sát có luật thép là không được chĩa súng vào người phe mình. Bây giờ cô ta chĩa súng vào Dương Bách Xuyên hình như không hợp lý. Sau khi cất súng, Ninh Kha nhìn Dương Bách Xuyên, vẫn chỉ thấy sự lạnh lùng không chút cảm xúc trong mắt anh. Trái tim chợt đau nhói, mắt đỏ hoe, Ninh Kha dậm chân xoay người bỏ đi. Dương Bách Xuyên thở dài nhìn theo bóng lưng cô ta, không đuổi theo. Con đường anh phải đi quá nguy hiểm, có lẽ để cho Ninh Kha rời đi không hẳn là chuyện xấu. Kể từ tối qua sau khi Mạc Đông Thiên và Vương Nghệ Lâm thuộc tổ chức sát thủ xuất hiện, Dương Bách Xuyên bắt đầu cảm thấy khủng hoảng, tâm trạng bực bội không yên. Anh sợ kẻ thù sẽ trút giận lên những người bên cạnh mình. Lại thêm hôm nay Ninh Kha chĩa súng vào anh càng thêm quyết tâm. Thôi thì dứt khoát làm tổn thương cô ta một lần vậy. Có công pháp tu chân mà anh truyền thụ cũng đủ cho cô ta có thể xuôi chèo mát mái trong giới cảnh sát. Sau này có gặp lại hay không thì phải xem duyên phận. Nói thật là khoảnh khắc Ninh Kha xoay người đi, trái tim Dương Bách Xuyên thắt lại, nhưng anh cố nhịn không đuổi theo. Anh thầm nói trong lòng, hy vọng em sống tốt. Tiên sinh, có phải tôi đã gây rắc rối cho ngài không? Độc Cô vô tình cất tiếng hỏi. Không liên quan đến cô, được rồi. Chúng ta đi thôi, hôm nay tôi đi xem nhà. Nói rồi Dương Bách Xuyên đi đến bãi đậu xe. Bởi vì Ninh Kha nên tâm trạng Dương Bách Xuyên rất tệ. Anh biết Ninh Kha xoay người bỏ đi e là hai người sẽ chia tay. Do đó lúc lái xe anh không tập trung. Khi xe vừa ra khỏi chung cư và rẽ trái, Độc Cô vô tình bất chợt hét to tiên sinh cẩn thận. Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng hét của Độc Cô vô tình, bấy giờ mới sực tỉnh. Anh vội vàng nhìn thì thấy phía trước xuất hiện một chiếc xe, anh lập tức phanh lại nhưng đã muộn. Rầm. Thân xe bỗng rung mạnh rồi tắt máy. Đụng xe. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên bị đụng xe. May mà xe của anh chỉ va chạm với xe của đối phương một lần. Anh nhìn qua cửa sổ xe thì thấy tài xế xe kia không sao cả, chỉ có hai chiếc xe bị hỏng mà thôi. Anh xuống xe trao đổi với tài xế. Đây là lỗi của Dương Bách Xuyên, anh vội vàng xin lỗi người ta. Đối phương cũng thông cảm, chỉ cần sửa xe là được, Dương Bách Xuyên sẽ trả mọi chi phí. Dương Bách Xuyên tìm công ty sửa xe, giải thích một hồi rồi trực tiếp giao xe cho công ty sửa xe xử lý. Xe của mình xảy ra tai nạn nên anh chỉ có thể bắt xe đi xem nhà. Dương Bách Xuyên và Độc Cô vô tình lên một chiếc xe taxi, đến thẳng khu phát triển mới, bởi vì khu biệt thự nằm ở đó. Có khu biệt thự đặc biệt vẫn đang xây dựng trong mấy năm nay. Lần trước anh đã tới đó, thấy có mấy trung tâm môi giới bất động sản. Dương Bách Xuyên tìm đại một trung tâm rồi xuống xe đi vào. Văn phòng môi giới bất động sản Cảnh Viên.
Mấy ngày nay Trương Thiền Thiền rất giàu dĩ, bởi vì đồng nghiệp xung quanh lũ lượt bán được biệt thự nhà ở, còn cô ta thì nửa tháng qua vẫn chưa bán được gì. Trương Thiền Thiền bị chuyện này đả kích, muốn tranh thủ nửa tháng sau bán ra một căn. Chốc chốc cô ta lại nhìn ra cửa xem có khách tới hay không. Đột nhiên Trương Thiền Thiền nghe thấy âm thanh đỗ xe, cô ta mừng thầm, vội vàng ngẩng đầu nhìn nhưng chỉ thấy một nam một nữ bước xuống taxi. Cô gái rất xinh đẹp, còn người đàn ông thì trông cách ăn mặc không phải kẻ có tiền, mà người có tiền cũng chẳng đi taxi. Trương Thiền Thiền lập tức mất hết hứng thú. Từ xa Dương Bách Xuyên đã trông thấy một nữ nhân viên môi giới bất động sản. Nhưng khi anh đi đến, đối phương chỉ máy móc hỏi một câu anh chỉ muốn xem căn nhà như thế nào với thái độ qua loa lấy lệ, sau đó không để ý tới anh nữa. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cực kỳ khó chịu, nhưng anh không nói gì. Thôi thì anh xem nhà mô hình trong này trước rồi tính sau vậy. Đi xuống một vòng cũng không có thứ có thể làm Dương Bách Xuyên vừa lòng, vừa chuẩn bị đi tìm nhân viên hỏi thăm tình huống, lại nhìn thấy vẻ mặt khinh thường người khác của cô ta, Dương Bách Xuyên không đi đến chỗ cô ta nữa. Anh hiểu rõ cách ăn mặc của bản thân không thời thượng, còn ngồi xe taxi đến nên bị nhân viên bán hàng xem thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.